Thiên Đạo Đồ Thư Quán, Trương Huyền. Chương 2101, Nội Thức Thông Đạo 1. 20 năm trước thì đến được Thánh Vực Nhất Trọng Đỉnh Phong. Trương Huyền gật đầu, tràn đầy kinh ngạc. Có thể đi vào chiến sư đường, hầu như người người đều là thiên tài, nhân vật như vậy, cưỡng ép áp chế tu vi 20 năm không đột phá, đồng cấp bậc tích lũy, tuyệt đối đạt đến một tình trạng nghe rợn cả người. Sở dĩ gia hỏa này không đột phá, kỳ thật là muốn phá ghi chép của Nội Thức Điện. Nghe được hai người đối thoại, một vị chiến sư kỳ quái nhìn Trương Huyền nói. Ghi chép của Nội Thức Thông Đạo là 300 năm trước, Phùng Mặc Tiêu chiến sư lưu lại, trọn vẹn 37 điểm, muốn đánh vỡ, chỉ sợ không có dễ dàng như vậy. Ngụy Điện chủ nhíu mày. Nội Thức Điện, 10 điểm thông qua, chính là tiêu chuẩn cực cao, 37 điểm, tương đương với chân khí hùng hậu gấp chiến sư bình thường 3.7 lần, thành tích quả thực đáng sợ. Nguyên nhân chính là như thế, 300 năm qua, một mực không ai đánh vỡ. Thạch Hạo này, nhịn 20 năm, chính là vì liên tục tích lũy, tranh thủ vượt qua cái này, ở trong Nội Thức Thông Đạo, lưu lại tên của mình, dương danh lập vạn. Tuy Ngụy Điện chủ rất tín nhiệm vị này, nhưng muốn đánh vỡ ghi chép của Nội Thức Thông Đạo, còn là rất khó, có thể nói, hầu như là không thể nào làm được. Đổi lại trước kia, hẳn là không dễ dàng, bất quá, nửa năm qua này, hắn tu luyện cực kỳ điên cuồng, săn giết thánh thú, thu thập thánh dược, ân cần săn sóc kinh mạch cùng đan điền của mình. Nghe nói vì chiết xuất chân khí, còn lẻn vào mặt đất, đi tới chỗ dung nham. Hơn nửa năm không gặp, lực lượng đến cùng tích lũy đến trình độ như thế nào, ai cũng không biết. Bất quá, chắc có lẽ không kém hơn Phùng chiến sư ở 300 năm trước. Chiến sư vừa rồi thần sắc ngưng trọng nói. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Đổi lại nửa năm trước, hắn cũng cảm thấy muốn phá kỷ lục, hầu như không thể hoàn thành, nhưng hiện tại, thật không dễ nói. Gia hỏa này thật ác với mình, không nghĩ tới thực học được bộ pháp quyết kia. Ngụy Điện chủ sửng sốt một chút, sau đó lắc đầu. Pháp quyết, Trương Huyền nghi hoặc, là một bộ công pháp cực kỳ cao thâm của Nội Thức Điện, gọi là Khuynh Hải Công, nghe nói sau khi luyện thành, chân khí như nước trong hải dương khuynh đảo, cuồn cuộn không dứt. Bộ công pháp này, lúc trước Phùng chiến sư cũng luyện thành qua, xem ra tiểu tử này là quyết tâm muốn đánh vỡ ghi chép. Ngụy Điện chủ nói. Hai người đang nói chuyện, liền chứng kiến trên vách tường thông đạo trước mắt hào quang nhảy lên. Xem, khảo hạch đã bắt đầu rồi. Không biết ai hô lên, mọi người đồng loạt nhìn sang. Phần phật, kèm theo hào quang, trên vách tường nguyên bản bóng loáng, một hàng con số chậm rãi nhảy lên, càng ngày càng cao, rất nhanh ngừng lại. 38. Lại thật phá kỷ lục. Nhìn rõ ràng con số, tất cả mọi người đều sững sờ, ngay cả Ngụy Điện chủ cũng ngạc nhiên. Phùng chiến sư ghi chép, tồn tại trọn vẹn 300 năm, không có người đột phá, không nghĩ tới ở trước mặt nhóm người mình, thành công bị người vượt qua. Xem ra không có phụ lòng ta tài bồi. Ngụy Điện chủ cười cười. Thạch Hạo này, những năm qua hắn tốn không ít tâm tư, không nghĩ tới quả nhiên là một thiên tài. Cửa phòng từ từ mở ra, chỉ thấy một thanh niên sắc mặt hơi trắng bệch đi ra. Điện chủ. Chứng kiến hắn xuất hiện, Thạch Hạo khom người ôm quyền. Tuy thoạt nhìn hao tổn nghiêm trọng, nhưng lưng giống như cây thương, không có chút uốn lượn nào. Ân, có thể vượt qua Phùng chiến sư, một lần nữa sáng tạo kỷ lục, người rất không tồi. Ngụy Điện chủ tán dương một câu. Đa tạ Điện chủ tài bồi. Thạch Hạo nhẹ nhàng thở ra, trong mắt tràn đầy hưng phấn. Có thể phá kỷ lục, với hắn mà nói cũng là một loại khẳng định rất lớn. 38 điểm, vượt qua chiến sư bình thường 3.8 lần. Cái kỷ lục này chỉ sợ rất khó có người phá được. Ta cho rằng trong vòng 300 năm, hẳn là không ai có thể thành công. Một kỷ lục duy trì mấy trăm năm, lợi hại. Chung quanh một hồi xôn xao. Có thể tận mắt nhìn thấy kỷ lục ra đời, đối với chiến sư khác cũng có tác dụng kích động rất lớn. Tôn sư, ngươi có thể đi thử một chút. Thấy Thạch Hạo ở trước mặt tôn sư phá vỡ ghi chép, Ngụy Điện chủ cũng đầy mặt là ánh sáng, cười cười nói. Trương Huyền gật đầu, cũng không nhiều lời, đẩy cửa đi vào. Thấy hắn đi vào thông đạo, Thạch Hạo nghi hoặc hỏi. Điện chủ, vị tôn sư này là... Có thể khiến điện chủ tự mình đưa tới, khẳng định bất phàm, chỉ là chiến sư thánh vực nhất trọng đỉnh phong hắn đều gặp, sao không có bất kỳ ấn tượng với người này. Hắn không phải chiến sư, là một vị khải linh sư, giúp đại ân cho đường chủ, muốn khảo thí một chút, thuận tiện kiểm nghiệm tu vi của mình. Ngụy Điện chủ giải thích.
Khải Linh Sư cũng muốn tới khảo thí trình độ nội tức hùng hậu. Nói đùa gì vậy? Cười nhạo một tiếng, trong mắt Thạch Hạo tràn đầy khinh thường. Vốn đang cho rằng cao thủ lợi hại gì, không nghĩ tới chỉ là Khải Linh Sư. Khải Linh Sư là chức nghiệp phụ trợ, sức chiến đấu không mạnh mẽ, chạy tới khảo hạch đồ vật chiến sư mới có thể thông qua, không phải là đùa giỡn sao? Không chỉ hắn, những người khác cũng đều lắc đầu. Khải Linh Sư, quá yếu. Không đáng giá nhắc tới. Các ngươi không nên xem thường vị tôn sư này, sức chiến đấu của hắn là cực kỳ đáng sợ. Thấy biểu lộ của mọi người, Ngụy Điện chủ nói. Hắn tự mình gặp qua tôn sư xuất thủ, ứng biến thần tốc, nắm chắc thời cơ chiến đấu có thể nói khủng bố. Bất quá chỉ giao thủ 2, 3 chiêu, chân khí của đối phương có hùng hậu hay không, nội tức có cường đại hay không, liền không thể nào biết được. Bất quá, có thể lý giải chiến đấu sâu như vậy, chân khí hẳn là sẽ không quá yếu. Chương 2102, nội tức thông đạo 2. Sức chiến đấu không có nghĩa là chân khí cũng hùng hậu. Đồng cấp bậc, trình độ chân khí hùng hậu, hầu như không ai có thể vượt qua chiến sư. Trong mắt Thạch Hạo toát ra tự tin nồng đậm. Làm thiên tài cường đại nhất của nội tức điện 300 năm qua, hắn có tư cách kiêu ngạo, cũng có vốn liếng kiêu ngạo. Đã bắt đầu. Lại có người hô lên, mọi người đồng loạt ngẩng đầu, muốn nhìn xem ra hỏa khiến điện chủ tôn sùng kia, đến cùng có thể khảo hạch ra bao nhiêu điểm. Ô, ô, ân. Trên vách tường hào quang lập lòe, cũng không biểu hiện ra con số. Không có chữ số, gia hỏa này sẽ không ngay cả thạch bích thứ nhất cũng đâm không thủng chứ. Đâm thủng thạch bích thứ nhất, có thể thông qua chiến sư khảo hạch. Đâm không thủng, dĩ nhiên là không có thành tích. Còn tưởng rằng có thể giống như Thạch Hạo, kinh diễm toàn trường, hiện tại xem ra. Người bình thường chính là người bình thường. Chứng kiến trên vách tường không hiện ra con số, tất cả mọi người đều lắc đầu. Ngay cả Ngụy Điện chủ cũng có chút kỳ quái. Dựa theo tình huống chiến đấu vừa rồi, qua 10 điểm không khó lắm a, làm sao sẽ không có thành tích? Chẳng lẽ còn chưa bắt đầu khảo thí? Không đúng, nếu như vách tường lập lòe hào quang, tương đương khảo thí đã bắt đầu, sao lại không có cái gì? Két! Đang kỳ quái, chợt nghe cửa phòng phát ra tiếng, có người muốn đi ra. Có người đi ra, nói rõ khảo hạch đã kết thúc. Trước khi khảo hạch kết thúc, nhất định sẽ xuất hiện con số, đến bây giờ không có ra. Liền cho thấy, đối phương thật không có thông qua khảo hạch, giống như mọi người nói, ngay cả vách tường thứ nhất cũng không có đâm thủng. Xem ra vị tôn sư này, sức chiến đấu mạnh mẽ, nhưng chân khí không tính hùng hậu. Ngụy Điện chủ lắc đầu. Nội tức thông đạo, khảo hạch là trình độ chân khí hùng hậu, sức chiến đấu mạnh mẽ, chỉ có thể nói rõ sức bật của ngươi được, cùng số lượng chân khí, chân nguyên dự trữ, không nhất định có quan hệ trực tiếp. Cái này giống như chạy nhanh cùng chạy cự ly dài khác nhau. Chạy nhanh tốt, chạy cự ly dài có khả năng cực kém. Vị tôn sư này, sức chiến đấu lợi hại, ứng biến rất nhanh, xem ra cũng là trong nháy mắt bạo phát sức mạnh, không bền bỉ được, nếu không không có khả năng một điểm cũng không có. Trong lòng cảm khái, cửa phòng mở ra, Trương Huyền có chút lúng túng đi ra. Không có thông qua cũng không sao, hiện tại ta liền dẫn ngươi đi tàng thư khố. Cho rằng đối phương không có thông qua khảo hạch, có chút ngại ngùng, Ngụy Điện chủ vội vàng tiến lên. Những vách tường kia, Trương Huyền chỉ vào trong, muốn nói lại thôi. Yên tâm đi, không có việc gì, ngươi không phải là chiến sư, không cần phải dựa theo tiêu chuẩn chiến sư cân nhắc. Sợ hắn ngay cả một tầng cũng không có đánh thủng, nói ra khó xử, Ngụy Điện chủ cười nói. Đối phương chỉ là Khải Linh sư, không nói trước không phải là người chiến sư đường, coi như phải. Có được thủ đoạn Khải Linh nghịch thiên như thế, cũng phải thả đèn xanh, một đường thông hành. Thế nhưng, Trương Huyền vò đầu, nơi đây chẳng qua là khảo hạch, không cần để ở trong lòng. Ngụy Điện chủ vội nói, khảo hạch, trận pháp còn có thể tự động chữa trị. Trương Huyền nhìn qua, lấy đâm thủng độ dày vách tường, tới kiểm tra đo lường trình độ chân khí hùng hậu, coi như hư hao, cũng có thể tự chủ chữa trị, đừng lo. Ngụy Điện chủ cười cười. Vậy là tốt rồi. Trương Huyền nhẹ nhàng thở ra, không xoắn suýt nữa. Đi thôi. Ngụy Điện chủ nhẹ gật đầu, dẫn đường. Nội tức điện tàng thư khố, cách thông đạo không xa, bàn tay của Ngụy Điện chủ vẽ một cái, trận pháp mở ra, hai người đi vào. Còn tưởng rằng là cao thủ gì, ngay cả cửa thứ nhất cũng qua không rồi. Một Khải Linh sư nho nhỏ mà thôi, muốn xông nội tức thông đạo chỉ chiến sư mới có thể thông qua, nào có dễ dàng như vậy.
thật không biết lai lịch gì, loại thực lực này, ta có thể đánh ba cái, ta xem không phải là hỗ trợ cho đường chủ. Hẳn là quần áo lụa là của đại gia tộc nào đó tới a. Thấy hai người đi vào tàng thư khố, tất cả mọi người của chiến sư đường đều lắc đầu. Người chiến sư đường bọn hắn, đều là thông qua khảo hạch mới có thể đi vào lựa chọn bí tịch, vị này thành tích gì cũng không có, đã được điện chủ mang đi qua, đãi ngộ thực không phải là bọn hắn có thể so sánh. Được rồi, đối phương không phải chiến sư, không cách nào thông qua cũng bình thường, Tiêu Bột, ta nhớ lần trước không phải ngươi đánh cuộc với ta sao? Hiện tại ta đã khảo hạch xong, đến phiên ngươi, ta muốn nhìn xem, ngươi có thể vượt qua ta hay không? Cắt ngang mọi người nghị luận, Thạch Hạo nhìn về phía một vị chiến sư ở cách đó không xa. Ta, nhất định là không phá được ghi chép của ngươi, nhưng mà đến hơn 20 điểm hẳn không khó. Bị chất vấn ở trước mặt mọi người, sắc mặt vị chiến sư gọi là Tiêu Bột kia đỏ lên. Ta nhớ được lần trước ngươi là 21 điểm, cũng không ép ngươi, lần này có thể vượt qua 23 điểm, coi như ngươi thắng, lúc trước chúng ta đánh cuộc coi như xóa bỏ. Thạch Hạo cười nói. Được. Trầm tư thoáng cái, Tiêu Bột hít sâu một hơi, cắn răng, đẩy cửa đi vào thông đạo. Mới đi vào nửa người, đột nhiên ngừng lại, giống như gặp quỷ, liên tục run rẩy. Cái này, làm sao có thể? Hắn trực tiếp hô lên. Thấy Tiêu Bột kinh ngạc như thế, tất cả mọi người có chút kỳ quái, thân thể Thạch Hạo đi vào trước mặt. Làm sao vậy? Nói xong cũng nhìn vào trong, sắc mặt trắng nhợt, đồng tử co rút lại, nhịn không được lui về phía sau mấy bước, toàn thân cứng ngắc. Chương 2103, 100 phân 1. Chứng kiến hai đại cao thủ của chiến sư đường đều biến thành cái dạng này, mọi người chung quanh đều nhăn mày lại, đồng loạt vây quanh tới. Két! Cửa bị đẩy ra, sau đó thấy rõ tình cảnh bên trong. Cái này! Rất nhiều chiến sư, tất cả đều rụt cổ, biểu lộ giống như gặp quỷ rồi. Qua không biết bao lâu, Tiêu Bột nuốt nước bọt nói. Vừa rồi, thời điểm ngươi đi ra, xác định, thông đạo phục hồi như cũ. Ân, lúc ta rời đi, thông đạo là hoàn hảo không tổn hao gì, nói cách khác, là hắn. Thạch Hạo cười khổ. Nội tức thông đạo, khảo hạch là nội tức, nội dung khảo hạch cực kỳ đơn giản, chính là đứng ở vị trí cố định, điều động chân nguyên, dùng hết thảy lực lượng đi công kích bia đá cách hơn mấy chục thước. Tấm bia đá này, cũng không phải chân thật, mà là trận pháp ngưng tụ thành, có tác dụng trở ngại chân khí cực lớn, chân khí không đủ hùng hậu, căn bản không cách nào xuyên thấu. Dưới tình huống bình thường, muốn xuyên thấu một cái, coi như là thập phu trưởng cũng cần dùng hết toàn lực. Thạch Hạo được 38 điểm, đại biểu chân khí rất mạnh, xuyên thấu tiếp cận 4 bia đá, mới tiêu hao hầu như không còn. Đây đã là Thanh Nguyên Đế quốc chiến sư đường, thành lập qua nhiều năm như vậy, ở cấp bậc thánh vực nhất trọng đỉnh phong, hoàn toàn xứng đáng thứ nhất. Mà trước mắt, 10 tấm bia đá trong phòng, toàn bộ vắt ngang dưới đất, nội tức thông đạo nghiền nát như bãi rác. Cái này là cố ý phá hư sao? Một vị chiến sư nhịn không được nói. Nội tức thông đạo là địa phương quan trọng nhất của nội tức điện, cũng là căn cứ trọng yếu để chiến sư đường khảo hạch thực lực. Trực tiếp phá hư thành dạng này, có chút hơi quá đáng. Không phải phá hư. Đi về phía trước vài bước, Tiêu Bột tới trước mặt bia đá, đồng tử co rút lại. Trận pháp trong thông đạo, là tổng bộ phái trận pháp sư bát tinh tới bố trí, coi như là muốn phá hư, cũng làm không được. Nơi này là địa phương kiểm nghiệm trình độ chân khí hùng hậu, chỉ cần tu luyện giả vào, thì triển toàn lực công kích cũng không phá hư được. Coi như muốn cố ý biến thành như vậy, khẳng định cũng không có khả năng. Vậy sao? Chiến sư kia nghi hoặc. Cái này là, một trưởng đánh ra. Lần này nói chuyện chính là Thạch Hạo, ánh mắt của hắn nheo lại, thần sắc ngưng trọng không nói ra được. Một trưởng. Mọi người không hiểu. Nói chính xác hơn, là đối phương dựa theo quy định tới khảo hạch, chỉ bất quá. Chân khí trong cơ thể quá mức hùng hậu, một trưởng đánh ra, 10 cái bia đá bị đánh thủng, trận pháp không chịu nổi lực lượng cuồng bạo như thế. Liên biến thành cái dạng này. Thạch Hạo nói, trận pháp, không chịu nổi. 10 cái bia đá bị đánh thủng. Tất cả mọi người nuốt nước bọt. Lời này quá nghe rợn cả người, vượt ra khỏi phạm trù suy nghĩ. Thạch Hạo nói không sai, chư vị đều là cao thủ, nhìn mặt cắt của những bia đá này, hẳn có thể nhìn ra mấy thứ gì đó. Tiêu Bột nhẹ gật đầu, chỉ về phía trước. Mọi người đồng loạt nhìn sang, chỉ nhìn thoáng qua, đồng tử đều đột nhiên co rút lại. Chỉ thấy chỗ bị đứt gãy, một trường ấn rõ ràng có thể thấy được,
ở trước mặt trưởng ấn này, bia đá thật giống như thủy tinh gặp phải thiết chùy, không chịu nổi một kích. Cái này là bia đá thứ nhất, bia đá khác, các ngươi lần lượt nhìn, liền rõ vừa rồi tại sao Thạch Hạo nói như vậy. Tiêu Bột gật đầu. Mọi người lần nữa nhìn lại. Chỉ thấy 9 khối bia đá phía sau, đều có một trưởng ấn giống nhau, một cái tiếp theo một cái, nhìn kỹ, vừa vặn hợp thành một đường thẳng tắp. Nói cách khác, 10 khối bia đá của thông đạo, đồng thời đánh nát, đối phương chỉ dùng một chiêu. Thạch Hạo là người duy nhất trên vạn năm qua của nội tức được 38 điểm, chân khí trong cơ thể ngay cả 4 bia đá cũng không thể xuyên thấu, liền tiêu hao sạch sẽ. Người vừa rồi một trưởng liền xuyên thấu 10 khối, lực lượng lớn đến trận pháp cũng không chịu nổi. Đến cùng làm sao làm được? Vừa rồi ta còn nghĩ, Thạch Chiến Sư lập ra ghi chép, ít nhất 300 năm không ai có thể phá. Ta cũng cảm thấy như vậy, ai ngờ. 2 phút cũng chưa tới, đã bị người phá, mấu chốt nhất là, rách nát triệt để như thế. Thân thể tất cả mọi người run rẩy. Vừa rồi còn cười nhạo đối phương chỉ là Khải Linh Sư, khảo hạch tiêu chuẩn chiến sư rất khó, nằm mơ cũng không nghĩ đến, người ta tiện tay vỗ, thuận lợi vượt qua kiểm tra. Mấu chốt nhất là, lực lượng quá mạnh mẽ, chơi phế cả trận pháp. Thánh vực nhất trọng, tại sao có thể có chân khí hùng hậu như vậy? Ta không tin, các ngươi nói, hắn có thể dùng pháp bảo lợi hại nào đó hay không? Một vị chiến sư nhìn không được nói. Bọn hắn đều tới nội tức thông đạo, biết rõ độ khó, thân là chiến sư, thiên tài trong thiên tài, muốn thông qua cũng rất khó. Gia hỏa này đến cùng làm sao làm được? Pháp bảo, ngươi suy nghĩ nhiều, ngươi nhìn bên cạnh. Thạch Hạo lắc đầu, chỉ qua một phương hướng. Vị chiến sư này nhíu nhíu mày, nhìn sang, lần nữa nhoáng một cái. Chỉ thấy trên vách tường, một nhóm chữ rõ ràng có thể thấy được. 100. Vách tường bên ngoài nội tức thông đạo có thể biểu hiện thành tích khảo hạch, bên trong cũng có thể biểu hiện, như vậy người tiến hành khảo hạch ở bên trong cũng có thể biết rõ, mình rốt cuộc được bao nhiêu điểm. 100. Vị chiến sư này run rẩy. Nếu là 100 điểm, vì sao? Bên ngoài không có biểu hiện. Những người khác cũng đồng loạt nhìn qua. Nếu là khảo hạch bình thường, bên trong xuất hiện thành tích, bên ngoài cũng sẽ có. Chương 2104, 100/2. Nhưng bên ngoài lắc lư một hồi, không có cái gì, lúc này mới dẫn đến bọn hắn cho rằng. Đối phương không có thông qua. Lực lượng của hắn quá mạnh mẽ, trận pháp ngay tại chỗ hỏng mất, tin tức căn bản không có truyền ra ngoài. Thạch Hạo cười khổ. Cái này. Nhìn xem phế tích đầy đất, mọi người giờ mới hiểu được. Khó trách bên ngoài lắc lư một hồi, liền không biểu hiện con số. Thì ra là thế. Một quyền đánh thủng 10 khối bia đá. Chân khí của tôn sư này đến cùng hùng hậu bao nhiêu? Đứng ở tại chỗ, tất cả mọi người đều nói không ra lời. Đây chính là tàng thư khố của chúng ta, tuy số lượng kém xa danh sư đường, lại thắng ở công pháp đều là thiên truy bách luyện qua, trên việc tu luyện không có bất cứ vấn đề gì. Hai người đi vào tàng thư khố, chỉ vào thư tịch rực rỡ muôn màu trước mắt, Ngụy Điện chủ nói. Thư tịch của danh sư đường, không ít đều là danh sư các thời kỳ tự nghĩ ra. Trong đó có rất nhiều mâu thuẫn, khó có thể khảo cứu, nguyên nhân chính là như thế, danh sư kiêng kỵ nhất chính là nhìn loạn công pháp. Thấy được càng nhiều, càng hỗn loạn, không có năng lực phân biệt rõ mà nói, cuối cùng sẽ chỉ dẫn đến đạo tâm hỗn loạn, tâm ma sinh sôi, tu vi càng khó tiến bộ. Tàng thư khố của chiến sư đường bất đồng. Công pháp trong đó, đều trải qua nhiều lần thực tế, có thể cam đoan không có vấn đề, chỉ cần chọn chính xác một môn tu luyện. Thực lực sẽ tiến bộ rất nhanh, sức chiến đấu càng ngày càng mạnh. Trương Huyền gật đầu, nhìn về phía trước, nhìn thoáng qua, nhìn không được có chút thất vọng. Giống như lúc trước đối phương nói, công pháp nơi đây hoàn toàn chính xác không nhiều lắm, chỉ có mấy trăm bản, ngay cả 1000 cũng không đạt tới. Đương nhiên, công pháp không nhiều, nhưng giới thiệu công pháp, cùng với đánh dấu cảm ngộ tu luyện như thế nào lại rất nhiều, rậm rạp chẳng chịt không biết bao nhiêu tầng, cộng lại, chừng có vài chục vạn bản. Những thứ này đều là cảm ngộ của chiến sư các thời kỳ. Đương nhiên, mỗi người thể chất bất đồng, phương pháp tu luyện cũng không giống nhau, tất cả đều nhìn, chỉ sợ gây chuyện không tốt tinh thần sẽ thác loạn. Ngụy Điện chủ chỉ. Bên này là hình đường chủ lưu lại tâm đắc, nếu như ngươi thật muốn nhìn, nghiên cứu của hắn là được. Đáp một tiếng, Trương Huyền nhìn sang mấy trăm bản bí tịch mà đối phương chỉ. Cái gọi là tâm đắc, cảm ngộ, có nhìn hay không đều được, chủ yếu nhất là công pháp. Dâm ào ào. Mấy trăm quyển sách mà thôi, ánh mắt quét qua,
liền thu vào thức hải. Chính xác, thấp giọng hô một tiếng. Thời gian nháy con mắt, một quyển sách xuất hiện, ngón tay đụng một cái, tri thức ẩn chứa trong đó liền chảy vào trong đầu. Hả, cũng không tệ lắm, tuy tạo thành thiên đạo công pháp, nhưng có ba chỗ thiếu sót. Xem nội dung thư tịch một lần, Trương Huyền nhíu mày. Dù chỉ có mấy trăm bản, nhưng đẳng cấp của những bí tịch này rất cao, dung hợp lại tạo thành thiên đạo công pháp thánh vực nhị trọng, nhưng có ba chỗ thiếu sót. Thiếu sót quá nhiều, chờ tìm xem bí tịch khác rồi nói sau. Trương Huyền lắc đầu. Võ kỹ, có chút thiếu sót cũng không sao. Nhưng công pháp, hắn luôn tu luyện thiên đạo cấp, ngay cả phong thánh giải cũng chỉ có một hai thiếu sót, nhưng đều dùng bảo vật bổ sung, thánh vực nhị trọng có nhiều như vậy. Rất khó tiếp nhận. Thật sự không được. Thì tìm công pháp tu luyện của những thánh vực nhị trọng khác, dung hợp đến không có khuyết điểm lại nói. Ánh mắt đảo qua rất nhiều tâm đắc, xem một lần, phát hiện những thứ này ngoại trừ chỉ dẫn tránh đi thiếu sót, thì không có trợ giúp quá lớn, liền không có thu thập. Nơi đây có công pháp thánh vực tam trọng không? Không đi suy nghĩ nhiều, Trương Huyền lần nữa nhìn về phía Ngụy Điện Chủ. Tam trọng cũng có, đi theo ta. Chiến sư Đường Điện Chủ cũng đạt đến nguyên thần cảnh đỉnh phong, đừng nói tam trọng. Tứ trọng cũng có. Rất nhanh đi vào địa phương chứa đựng công pháp tam trọng, giống như đoán trước, số lượng ít hơn. Chỉ chốc lát toàn bộ ghi chép vào trong đầu. Trương Huyền càng thêm thất vọng. Tam trọng thậm chí ngay cả thiên đạo công pháp cũng không có hình thành. Để Ngụy Điện Chủ mang theo, càn quét công pháp tứ trọng một lần, đồng dạng không có hình thành bí tịch. Tôn sư, có tìm được thư tịch mình cần không, có linh cảm chưa? Thấy thanh niên này đi theo phía sau hắn. Ở trong tàng thư khố đi dạo một vòng, sách gì cũng không có cầm lên, càng không nhìn, Ngụy Điện Chủ nhìn không được hỏi. Không nhìn thấy phù hợp. Trương Huyền lắc đầu. Dù sao chỉ là quét mắt qua một cái, đối phương cũng không biết hắn nghĩ cái gì. Đúng rồi, các ngươi còn có công pháp tu luyện thánh vực nhị trọng không? Không yêu cầu cấp bậc cao, chỉ cần số lượng càng nhiều càng tốt. Chần chừ một chút, Trương Huyền nói. Công pháp tu luyện cao minh. Với hắn mà nói cùng bình thường không có gì khác nhau. Hắn muốn là số lượng, không phải chất lượng. Chất lượng cao, dù thiếu sót ít, dung hợp càng bất việc, nhưng số lượng không đủ, như trước có rất nhiều thiếu sót. Nội tức điện chúng ta chỉ sợ đã không có. Bất quá, võ kỹ điện phong điện chủ, đến từ danh sư Đường, học thức uyên bác, không chỉ biết rất nhiều võ kỹ, các loại công pháp cũng siêu tập không ít. Muốn nói chiến sư Đường, ai có mấy thứ này, chỉ sợ chỉ có hắn. Ngụy Điện Chủ nói, à, có thể làm phiền Điện Chủ mang ta đi võ kỹ điện nhìn xem không? Trương Huyền vội nói, cái này đơn giản. Cười cười, Ngụy Điện Chủ mang theo Trương Huyền đi ra ngoài tàng thư khố. Mới đi tới cửa, đột nhiên nheo mắt, ngừng lại. Chương 2105, quá giải 1. Chỉ thấy ở cửa ra vào tàng thư khố đứng đầy chiến sư, Thạch Hạo cùng Tiêu Bột cũng ở trong đó. Các ngươi muốn làm gì? Thấy những người này vây tới đây, cũng không biết là kích động hay tức giận từng cái tròng mắt đỏ hoe, Ngụy Điện Chủ nhíu mày, hơi không vui. Tôn sư không phải là người chiến sư Đường, không cần tuân thủ quy định nhất định phải thông qua khảo hạch mới có thể đi vào tàng thư khố. Điện Chủ, chúng ta không phải là vì cái này. Thấy hắn hiểu lầm, Thạch Hạo vội vàng mở miệng. Có một chuyện, hy vọng ngươi có thể tự mình đi nhìn một chút. Chuyện phát sinh trong thông đạo, thực sự quá kinh thế hãi tục, nói ra. Đoán chừng đối phương cũng không tin, vẫn là để cho hắn tận mắt nhìn thấy, mới có thể rõ. Xảy ra chuyện gì? Thấy biểu lộ của hắn ngưng trọng, Ngụy Điện Chủ hỏi. Mời Điện Chủ qua bên này, ngươi thấy sẽ biết. Tiêu Bột đi lên trước nói. Ân, biết rõ đối phương không muốn nói, khả năng liên quan đến cơ mật của nội tức điện, Ngụy Điện Chủ chần chừ một chút, quay đầu nhìn về phía Trương Huyền. Làm phiền tôn sư chờ ta một chút. Được. Trương Huyền gật đầu. Đối phương rõ ràng cho thấy có việc phải xử lý, cùng đi tới ngược lại không tốt lắm, không bằng đợi ở chỗ này. Ngụy Điện Chủ có chút áy náy, đi theo sau lưng Tiêu Bột về phía trước. Thấy hắn rời đi, Trương Huyền lắc đầu, đang định nghỉ ngơi một chút, quan sát thư tịch vừa rồi ghi chép, chỉ thấy Thạch Hạo đi tới trước mặt. Tại hạ Thạch Hạo, muốn cùng tôn sư luận bàn một chút, chẳng biết có được hay không. Đối phương có thể một trưởng đánh thủng 10 bức tường. Trình độ chân khí hùng hậu mạnh hơn hắn không biết bao nhiêu lần, thiên tài như thế, hắn rất muốn thử xem. Đồng thời cũng muốn nhìn xem đối phương đến cùng có phải chính thức dựa vào thực lực, đã nhận được điểm cao như thế hay không.
Luận bàn. Vâng. Thạch Hạo ôm quyền. Mong tôn sư thành toàn. Được rồi. Thấy thái độ của đối phương nghiêm túc, thật muốn cùng hắn tỉ thí, Trương Huyền gật đầu. Cho tới nay, ngoại trừ Phùng Huân, hắn còn không có cùng chiến sư chiến đấu qua, vừa vặn nhìn xem thực lực của đối phương như thế nào. Đắc tội. Hít sâu một hơi, lồng ngực của Thạch Hạo lập tức phồng lên, khí tức cả người như cuồng phong, tựa như một thanh chủy thủ ra khỏi vỏ, tản mát hàn quang kinh người. Phần phật. Thân thể nhảy tung, thẳng tắp bước về phía trước, bước tiến của hắn trầm trọng hữu lực, còn chưa tới trước mặt liền cho người ta cảm giác như sóng lớn tập kích bất ngờ, tránh cũng không thể tránh. Nhất lực phá vạn pháp dùng sức mạnh tuyệt đối nghiền ép mọi kỹ xảo. Nội tức hắn hùng hậu, chân khí đếm không hết, cùng người chiến đấu chưa bao giờ dùng kỹ xảo, đều là đường đường chính chính nghiền ép. Lần này cũng giống như vậy, trực tiếp vận dụng lực lượng toàn thân, chân khí bành trướng như biển, tu luyện giả bình thường gặp được, sẽ lập tức cảm giác lâm vào vũng bùn, làm sao cũng khó có thể đào thoát. Khuynh hải công, dốc hết sông biển, tránh cũng không thể tránh, né không thể né. Không tệ. Cảm nhận được lực lượng của đối phương, ánh mắt Trương Huyền nhìn không được sáng ngời. Không có tu luyện phong thánh giải, chân khí của hắn khả năng cũng chỉ tương xứng đối phương, coi như mạnh mẽ cũng không mạnh hơn bao nhiêu. Một công pháp bình thường, có thể so với thiên đạo công pháp hội tụ số lượng chân khí, vị trước mắt này, hoàn toàn chính xác đủ đáng sợ, khó trách có thể đánh vỡ ghi chép, được xưng thứ nhất. Ra tay đi. Đang cảm khái, chợt nghe Thạch Hạo hét lớn một tiếng, năm ngón tay mở ra, mãnh liệt bổ tới. Không có võ kỹ cao minh, chỉ là đại thủ ấn đơn thuần nhất. Tuy chiêu số đơn giản, nhưng phối hợp chân khí hùng hậu của hắn, uy lực liền không giống nhau, tựa như muốn đánh vỡ toàn bộ không gian, không khí ở dưới lực lượng cuồng bạo trùng kích, phát ra minh hưởng như sấm, bất ngờ tập kích đến. Trong nháy mắt, chân khí hùng hồn tạo thành một thủy triều thật lớn, tựa hồ muốn xé nát hết thảy ngăn ở phía trước. Trương Huyền cũng không tránh né, nhẹ nhàng cười cười, điểm ra một cái. Dầm ào ào. Sóng lớn vô cùng hung mãnh, ngừng lại ở đầu ngón tay của hắn, không cách nào tiến lên nửa phần, như cự xà bị nắm bảy tấc, vô luận giãy giụa như thế nào, cũng không có chút tác dụng. Tránh ra. Thấy một đầu ngón tay của đối phương, liền ngăn được công kích mạnh nhất của hắn, sắc mặt Thạch Hạo đỏ lên, gào thét một tiếng, lực lượng toàn thân vận chuyển tới cực hạn, kinh mạch trong cơ thể xé rách có chút đau đớn. Nhìn gân xanh trên đầu hắn kéo căng, Trương Huyền lắc đầu, ngón tay uốn lượn, nhẹ nhàng búng ra. Bành! Chương 2106, quá giải 2. Sóng lớn tiêu tán, chân khí cuồng bạo tứ tán, đăng 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 đăng. Thạch Hạo liên tục lui về sau 7-8 bước, sắc mặt đỏ lên. Đa tạ tôn sư hạ thủ lưu tình. Vù vù hít hai cái, cảm thấy trên thân không có chút thương thế nào, lúc này sắc mặt của Thạch Hạo mới đỏ bừng, tiến lên một bước, vội vàng ôm quyền. Vừa rồi lực công kích của hắn cường đại như vậy, đổi lại người khác khẳng định không chịu nổi, đối phương dùng một ngón tay ngăn trở không nói, còn khiến lực lượng cắn trả yếu bớt đến ít nhất, để hắn không có bị thương, lực lượng hùng hồn, khống chế tinh tế, có thể nói khủng bố. Thực lực của ngươi không tệ. Trương Huyền nhẹ gật đầu. Đối phương xác thực không tệ, đơn thuần trình độ chân khí hùng hậu mà nói, tuy so ra kém đám người Trịnh Dương, nhưng cũng chênh lệch không quá lớn. Loại thực lực này trao đổi với Huyền Huyền hội, người sau khẳng định không phải là đối thủ. Xem ra sau khi trở về, phải hảo hảo thông báo một chút, không nên tới so số lượng chân khí, nếu không phải thua không thể nghi ngờ. Vâng. Vẻ mặt Thạch Hạo cười khổ. Hắn được xưng chân khí thứ nhất của chiến sư đường thánh vực nhất trọng, ở trong miệng đối phương chỉ là. Không tệ. Bất quá, đối phương hoàn toàn có tư cách nói lời này. Cho tới bây giờ, ta cuối cùng tin tưởng, tôn sư là bằng thực lực vượt qua kiểm tra. Chỉ là, tại hạ còn có một sự tình không rõ, muốn hỏi thăm một chút. Chần chừ một chút, Thạch Hạo nói. Mời nói. Một trưởng đánh thủng 10 tấm bia đá. Ta muốn biết rõ, ngươi tiêu hao bao nhiêu chân khí trong cơ thể. Thạch Hạo nhịn không được nói. Hắn tiêu hao hết thảy chân khí, mới đánh thủng không đến tứ tấm bia đá, đối phương một trưởng liền bổ ra hết thảy, hẳn là không có dụng hết toàn lực, nhưng hắn muốn biết, đến cùng tiêu hao bao nhiêu lực lượng toàn thân, cũng dễ bình luận, về sau cũng có thể tu luyện tốt hơn, tranh thủ sớm ngày vượt qua. Chung quanh rất nhiều chiến sư cũng đồng loạt nhìn tới. Nói thật, bọn hắn cũng tràn ngập tò mò. Thạch Hạo thông qua khảo hạch, sắc mặt trắng bệch, tùy thời dựa trên mặt đất, vừa rồi có thể thi triển tuyệt chiêu,
cũng là đã uống vài viên đan dược, điều tức cả buổi. Trước đối phương đi ra thông đạo, khuôn mặt hồng nhuận phơn phớt, căn bản không giống đi khảo hạch, mà giống như đi ăn sáng, ngay sau đó còn điềm nhiên như không có việc gì đọc sách. Nếu giống như lúc trước suy đoán, không có thông qua khảo hạch thì thôi, mấu chốt là, điểm tối đa thông qua. Còn loại trạng thái này, chân khí trong cơ thể đến cùng hùng hậu bao nhiêu? Tiêu hao bao nhiêu chân khí? Không nghĩ tới đối phương có thể hỏi như vậy, Trương Huyền sửng sốt một chút, gãi gãi đầu cẩn thận suy nghĩ, nói. Ta cũng không có chú ý, bất quá không quan trọng, vừa rồi thời điểm đọc sách, đã triệt để khôi phục, không cần lo lắng. Khôi phục, không cần lo lắng. Thạch Hạo bị nước miếng sặc một cái, thiếu chút nữa ngất đi. Ai lo lắng ngươi, ý ta là muốn biết thực lực chân chính của ngươi. Thời điểm đọc sách, liền khôi phục. Chẳng lẽ, thông qua nội thức thông đạo tiêu hao số lượng chân khí, đối với ngươi mà nói, không quan trọng gì, không quan trọng. Sắc mặt trắng bệch, Thạch Hạo cảm thấy trái tim đau nhức. 20 năm không đột phá, chính là vì sáng tạo một ghi chép 300 năm không người có thể đánh vỡ. Ghi chép là sinh ra, kết quả, ngay cả 2 phút cũng chưa tới, đã bị người lật bàn. Mấu chốt nhất là, người ta không có cảm thấy cái gì. Lúc trước còn nghĩ, không được thì cố gắng 20 năm nữa, tranh thủ vượt qua đối phương, hiện tại xem ra. Đừng nói 20 năm, 200 năm cũng không được. Căn bản không có ở cùng một cấp bậc. Trong nháy mắt, Thạch Hạo bị đả kích có chút uể oải. 20 năm này, hắn vì đánh vỡ ghi chép, ăn không biết bao nhiêu đau khổ, chịu không biết bao nhiêu tội, cố nén bao nhiêu lần xúc động tùy thời có thể đột phá. Kết quả, sáng chế ghi chép, ở trong mắt đối phương chỉ là không quan trọng. Càng nghĩ càng cảm thấy muốn thổ huyết. Vậy không biết tôn sư đạt tới thánh vực nhất trọng đỉnh phong đã bao lâu? Mới tích lũy hùng hậu như thế. Cắn răng hỏi lần nữa. Mặc dù đối phương thoạt nhìn chừng 20 tuổi, nhưng một ít người của đại gia tộc, đều có bí pháp đặc thù, khiến người ta từ bên ngoài nhìn không ra cụ thể bao nhiêu tuổi, thật giống như hắn, đã vượt qua 200 tuổi, nhưng ngoại nhân nhìn tới, cũng chỉ chừng 30. Nếu như đối phương ở thánh vực nhất trọng đỉnh phong, chờ đợi vượt qua 20 năm, mình cũng không tính quá yếu, ít nhất còn có thể hòa nhau chút tự tin. Ở cảnh giới này thời gian hoàn toàn chính xác có chút dài. Nghe được đối phương hỏi, Trương Huyền có chút cảm khái. Đạt tới thánh vực nhất trọng đỉnh phong, một mực không tìm được thiên đạo công pháp nhị trọng, đợi thời gian hoàn toàn chính xác có chút lâu, ngẫm lại cũng cảm thấy xấu hổ, khó tiện mở miệng. Dài. Lúc này Thạch Hạo mới nhẹ nhàng thở ra. Đợi thời gian dài, tu luyện bao lâu, mới có thực lực như thế, xem ra thiên phú cũng không cao hơn mình quá nhiều. Đúng vậy, một mực không tìm được công pháp phù hợp. Vừa rồi đi tàng thư khố chính là vì tìm kiếm, nhìn xem có thể có cảm ngộ, đột phá gông cùm xiềng xích bây giờ hay không. Trương Huyền cảm khái, tràn đầy thẹn thùng. Dù sao, vậy ở cảnh giới này đã hơn một tháng, lại không đột phá, thì ngay cả đệ tử cũng không bằng rồi. Thạch Hạo che ngực. Rất nhiều chiến sư quỵ xuống. Chương 2107, đa tạ lão sư chỉ điểm 1. Thạch Hạo ở thánh vực nhất trọng đỉnh phong, chờ đợi trọn vẹn 20 năm. Mới tích lũy được lực lượng hùng hồn như thế, còn tưởng rằng đối phương cũng giống như mình, ít nhất cũng mấy chục năm, mới có thể cảm khái thời gian dài, nằm mơ cũng không có nghĩ đến. Một tháng, dài muội muội ngươi a, mới chút thời gian ấy liền tích lũy hùng hồn như vậy, còn nói thời gian dài. Không trang bức sẽ chết sao? Trái tim của Thạch Hạo càng đau. Những người khác biểu lộ cũng giống nhau, hận không thể tiến lên điên cuồng đập ra hỏa này một trận. Quá muốn ăn đòn rồi. Một tháng cũng cảm thấy dài, còn không bằng đệ tử. Đệ tử của ngươi cũng không phải tu luyện, mà là bay a. Cảm khái một câu, lúc này mới phát hiện vẻ mặt của mọi người, Trương Huyền bất đắc dĩ cười khổ. Hắn thật là tùy tiện nói, cũng không phải tận lực khoe khoang, không nói đám người Triệu Nhã, Viên Đào được truyền thừa, nói Vương Dĩnh ở bên người, đã là tòng thánh đỉnh phong, tùy thời có thể đột phá. Còn có Lạc Thất Thất, thực lực đã tương đương hắn. Cũng đạt tới thánh vực nhất trọng đỉnh phong, còn không đột phá, gây chuyện không tốt thật sự có khả năng bị đối phương vượt qua. Nên hắn nhất định phải dốc sức liều mạng tu luyện đuổi theo đệ tử, không tu luyện, liền rớt lại phía sau. Kỳ thật hắn cũng rất ghen tị, chỉ là nói ra, người khác không tin mà thôi. Lão sư, cũng không có dễ dàng như vậy. Một tháng, liền tích lũy hùng hậu như thế, không biết tôn sư tu luyện như thế nào. Có thể, thuận tiện lộ ra thoáng chút. Để chúng ta học tập hay không?
Cố nén xúc động muốn đập đối phương một trận, Thạch Hạo nói. Những người khác cũng hiếu kỳ. Bọn hắn cảnh giới tương đương, tích lũy mấy năm, mấy chục năm, đánh thủng một cái bia đá cũng vô cùng phiền toái. Vị trước mắt này, chỉ tu luyện một tháng, liền nhẹ nhõm đánh thủng 10 cái, nếu như có thể biết rõ phương pháp tu luyện, khẳng định sẽ tiến bộ rất nhanh. Tu luyện như thế nào? Nghe được hỏi thăm, Trương Huyền nhìn qua. Kỳ thật rất đơn giản, chính là ý cảnh. Lấy khoảnh hải công của ngươi làm thí dụ, nghe nói lúc ngươi tu luyện, săn giết thánh thú, thu thập thánh dược, đền bù thân thể vốn sinh ra đã kém cỏi, thậm chí còn đi vào dưới mặt đất, lợi dụng dung nham rèn luyện chân khí trong cơ thể. Thoạt nhìn như vậy có thể có tiến bộ, nhưng trên thực tế, muốn được tiến bộ càng lớn, rất khó. Khoảnh hải công, dốc hết sông biển, thật muốn triệt để lĩnh ngộ bộ công pháp này, nhất định phải quan sát biển rộng bao la, nhận thức thiên địa tự nhiên, tâm cảnh đến, thân thể sẽ trở nên rộng lớn, bao la giống như hải dương. Vừa rồi ở tàng thư khố, xem qua pháp quyết tu luyện khoảnh hải công, trải qua dung hợp, rõ ràng đồ vật căn bản nhất của bộ pháp quyết này là cái gì? Ý cảnh. Thạch Hạo trần trừ một chút. Ta ở trên đảo hoang chờ qua nửa năm, bổ ích không lớn, lúc này mới nghĩ những biện pháp khác, từ ngoài vào trong. Trong tàng thư khố giải thích về khoảnh hải công, ít nhất mấy nghìn quyển, trong đó cũng nhắc tới ý cảnh, hắn đã từng nếm thử tu luyện, đáng tiếc tiến cảnh quá mức bé nhỏ. Khoảnh hải công, hoàn toàn chính xác cần lĩnh ngộ ý cảnh đặc thù, từ trong ra ngoài mới là phương pháp tu luyện tốt nhất, hắn không cách nào hoàn thành, lúc này mới đảo ngược phương pháp. Từ bên ngoài vào trong, may mắn công phu không phụ lòng người, thực lực cũng đạt tới tình trạng siêu phàm thoát tục. Ngươi có biết, vì sao mình không thể từ trong ra ngoài không? Trương Huyền nói. Cái này. Thạch Hạo dừng lại. Nếu như biết rõ, khẳng định đã sớm học tập, không đến mức vất vả lớn như vậy. Ngươi quá muốn phá kỷ lục. Thở dài một tiếng, Trương Huyền chắp hai tay sau lưng. Bởi vì muốn phá kỷ lục, trong lòng lo được lo mất. Thậm chí ngay cả dũng khí tham gia một lần khảo hạch cũng không có, một lòng nghĩ, tích lũy đến cao nhất lại tới. Thật tình không biết, cái gì là đỉnh phong? Ngươi bây giờ chính là đỉnh phong sao? Là đỉnh phong mà nói, vì sao ngay cả một ngón tay của ta cũng không phá được? Hải nạp bách xuyên, có dung chính là lớn. Tu luyện khoảnh hải công, chú trọng tâm cảnh, không tranh không đoạt, vô dục vô cầu, như vậy mới có thể lĩnh ngộ chân lý. Ngươi quá suy tính có thể vượt qua ghi chép của Phùng Mặc Tiêu chiến sư hay không, lòng dạ ngay từ đầu liền nhỏ hẹp, tự nhiên cảm ngộ không đến đại dương rộng lớn. Trương Huyền thở dài. Đối phương giao thủ với hắn, trong đầu đã xuất hiện đủ loại thiếu sót, liếc nhìn liền biết, tuy hắn tu luyện khoảnh hải công vững chắc, trên thực tế lại đi nhầm phương hướng. Ta, thân thể Thạch Hạo cứng ngắc, 20 năm vất vả chảy xuôi ở trong đầu, ngày xưa từng màn hiển hiện. Không biết bao lâu. Chậm rãi nhắm mắt lại, Thạch Hạo tiến về phía trước một bước, quỳ gối trên mặt đất. Thụ giáo, nếu như không phải tôn sư chỉ điểm, ta khả năng còn sẽ tiếp tục đi tới, càng ngày càng lệch hướng, cuối cùng thực lực bị hạn chế. Nhớ lại đủ loại, hắn dĩ nhiên rõ ràng, phương hướng tu luyện quả nhiên phạm sai lầm. Nếu không phải vị trước mắt này nhắc nhở, cứ đi tới, tuy trong thời gian ngắn có thể khiến thực lực gia tăng nhanh hơn, nhưng về sau muốn tấn cấp cảnh giới cao hơn, trùng kích nguyên thần cảnh. Hầu như là không thể nào. May mắn hiện tại mất bò mới lo làm chuồng, thời gian còn chưa muộn. Không cần khách khí, cùng một chỗ trao đổi mà thôi. Trương Huyền gật đầu. Ta ở thánh vực nhất trọng đỉnh phong, dừng trọn vẹn 5 năm. 5 năm trước, không có cách nào thông qua khảo hạch, 5 năm sau, như trước không cách nào thành công, hy vọng tôn sư có thể chỉ điểm cho ta, là tu luyện sai, hay tâm cảnh chưa đủ. Một chiến sư đi tới trước hỏi. Đánh một quyền nhìn xem. Vâng. Một quyền lăng không, chân khí trong người vị chiến sư này keng keng rung động. Ân. Bảo đối phương đình chỉ, Trương Huyền nói. Nếu như ta không nhìn lầm, người tu luyện là chiến sư đường phiên giang công. Phiên giang, khoảnh hải, đều thuộc về pháp quyết chân khí vô cùng hùng hậu của nội thức điện, dựa theo tình huống bình thường, tích lũy 5 năm, thông qua khảo hạch hẳn là rất đơn giản, nhưng vẫn không thành công, cũng không phải thiên phú của ngươi có vấn đề, mà là. Ngươi là dựa theo Bạch Mặc chiến sư lưu lại pháp quyết ở 2000 năm trước tu luyện. Ngươi, làm sao biết? Chương 2108, đa tạ lão sư chỉ điểm 2. Vị chiến sư này lại càng hoảng sợ. Bạch Mặc chiến sư, ở trên phiên giang công có thành tựu thật lớn, hắn cực kỳ ngưỡng mộ, một mực chiếu theo tâm đắc của hắn rèn luyện mình. Chỉ là, dựa theo tâm đắc tu luyện, cực kỳ che giấu,
làm sao đối phương có thể nhìn ra. Bạch Mặc chiến sư, trời sinh thần lực, hơn nữa tinh thông pháp quyết thủy thuộc tính, ở trong nước tu luyện phiên giang công, tự nhiên tiến cảnh thật lớn, mà ngươi, thể chất thổ thuộc tính, thổ khắc thủy, cũng ở trong nước tu luyện, tiến bộ tự nhiên sẽ chậm. Ngươi không ngại tu luyện hậu thổ quyết mà Hồng Giang chiến sư lưu lại, hẳn là không cần một tháng, có thể thành công đột phá. Trương Huyền khoát tay. Thổ thuộc tính, ta không phải là thể chất thủy thuộc tính sao? Vị chiến sư này sững sờ. Ngươi là thể chất thủy thuộc tính, nhưng dùng qua bảo vật thổ thuộc tính, hiện tại ở trong cơ thể thổ thuộc tính chiếm cứ thượng phong. Trương Huyền cười nói. Thể chất con người, tuy sinh ra liền định hình, nhưng mà một ít bảo vật nghịch thiên có thể cải biến. Vị chiến sư trước mắt này chính là như thế. Thể chất tiên thiên thủy thuộc tính, nhưng mà chẳng biết lúc nào dùng bảo vật đặc thù, thổ thuộc tính cứng rắn khống chế bản thể, này mới khiến tốc độ tu luyện biến chậm, không còn là thiên tài như lúc trước. Cái này, vị chiến sư kia sửng sốt một chút, sau đó nhớ ra cái gì, thân thể run lên, một lát sau khom người. Đa tạ tôn sư chỉ điểm, thụ giáo. Biết rõ giờ phút này, hắn cũng triệt để rõ vị trước mắt này không chỉ thực lực mạnh, nhãn lực càng mạnh hơn. Tôn sư, ta ở trên việc tu luyện cũng có chút vấn đề. Thấy hai vị chiến sư đều được chỗ tốt, ánh mắt của các chiến sư khác đều sáng ngời, muốn xông lại. Mọi người không nên gấp gáp, ta biết rõ tất cả mọi người muốn cho chân khí trong cơ thể tích lũy càng hùng hậu, đã như vậy, ta liền giảng giải một chút, có lẽ có trợ giúp cho các ngươi. Nhìn tất cả mọi người vây tới, Trương Huyền cười cười, mở miệng nói. Muốn nội tức hùng hồn, đầu tiên phải biết, vật dẫn chứa đựng chân khí. Đan điền, chỉ có đan điền đủ rộng lớn, mới có thể dung nạp khí tức đủ nhiều. Thanh âm sang sảng, tựa như có thiên hoa rơi xuống. Chiến sư, là sức chiến đấu mạnh nhất của danh sư đường, có thể chỉ điểm, Trương Huyền sẽ không từ chối. Vì danh sư, cũng là vì nhân tộc. Tuy bọn hắn muốn cùng người Huyền Huyền hội trao đổi, nhưng mà, thực lực đối thủ mạnh, có tác dụng kích động càng lớn, có lẽ có thể khiến người sau đi xa hơn. Sau khi lĩnh ngộ sư giả chi tâm, hắn đối với môn hộ, đã không có cố chấp như vậy, chỉ cần đối phương nguyện ý học, sẽ không có chút giữ lại truyền thụ. Ngươi nói, cái này là tôn sư chơi đùa ra sao? Đứng ở trong thông đạo, Ngụy Điện chủ trừng to mắt, không thể tin được. Vâng, trước khi Thạch Hạo đi ra, còn hoàn hảo không tổn hao gì, sau khi tôn sư rời đi liền biến thành dạng này. Tiêu Bột vội nói, một trưởng đánh nát hết thảy bia đá, được 100 điểm. Chân khí đến cùng hùng hậu ra sao? Khóe miệng co quắp, Ngụy Điện chủ cảm thấy hô hấp dồn dập. Lúc trước còn cho rằng, vị tôn sư này chỉ là sức chiến đấu cường đại, sức bật nhiều, trình độ chân khí hùng hậu kém chiến sư bình thường, chớ nói chi là loại thiên tài như Thạch Hạo. Hiện tại mới biết được, cái ý nghĩ này ngây thơ cỡ nào. Một trưởng qua cửa, chân khí trong cơ thể đối phương hùng hậu, dĩ nhiên đạt đến tình trạng nghe rợn cả người. Ta không biết hùng hậu như thế nào. Nhưng có thể làm được điểm ấy, một khi gia nhập chúng ta. Nội tức điện tuyệt đối có thể dương danh chiến sư đường phong hào đế quốc, không còn người có thể so sánh. Tiêu Bột nói. Đúng vậy. Ngụy Điện chủ gật đầu. Từ khi chiến sư đường thành lập đến nay, ghi chép cao nhất là Thạch Hạo 38 điểm, mà vị tôn sư này, vừa ra tay chính là 100. Quả thực nghịch thiên. Chỉ sợ trong chiến sư đường, không ai có chân khí hùng hậu như thế. Đi. Đi tới thương nghị với hắn một chút, xem có thể gia nhập nội tức điện hay không. Càng nghĩ càng kích động, Ngụy Điện chủ xoay người muốn đi ra. Điện chủ, nơi đây phá hư thành dạng này. Tiêu Bột nhìn không được nói. Nơi này vốn là chỗ mọi người khảo hạch, hiện tại phá hư thành như vậy, nên làm cái gì bây giờ? Không sao, xử lý xong sự tình tôn sư, ta đi trận pháp sư công hội, mời Hàn hội trưởng đến, để hắn giúp ta chữa trị là được. Mặc dù trận pháp này là cấp 8, hắn không biết bố trí, nhưng nghiên cứu trận đồ kỹ càng, chỉ chữa trị mà nói, không tính quá khó khăn. Ngụy Điện chủ cười cười. Trận pháp trong nội tức thông đạo, hắn không có năng lực chữa trị, nhưng trận pháp sư công hội Hàn tự hội trưởng, có thể làm được. Chờ có thời gian tìm hắn là được, không phải đại sự gì. Đi ra ngoài đi. Giải thích một câu, Ngụy Điện chủ không nói thêm lời, đi ra thông đạo, đi đến địa phương vừa rồi Trương Huyền đứng. Trong đầu cân nhắc, nên làm sao nói với đối phương, mới có thể chiêu vào dưới trướng. Còn chưa tới trước mặt, chợt nghe một thanh âm nhàn nhạt truyền vào lỗ tai. Đây là phương pháp tu luyện gia tăng nội tức. Vội vã ngẩng đầu,
sau đó chứng kiến rất nhiều chiến sư của nội thức điện, đều thật lòng khâm phục quỳ gối trên đất, tràn đầy sùng bái, vẻ mặt thành kính, cùng hô to nói. Đa tạ lão sư chỉ điểm. Chương 2109, Đại Tinh La chỉ lực 1. Lão sư, Ngụy Điện chủ cùng Tiêu Bột ngốc tại chỗ, hai người đồng thời sửng sốt. Chỉ đi nội thức thông đạo một lát, như thế nào? Nhiều chiến sư của nội thức điện đã thành đệ tử của đối phương rồi hả? Bái sư cũng quá nhanh đi. Nhất là Ngụy Điện chủ, không hiểu ra sao, khuôn mặt không rõ ràng cho lắm. Tuy nhất định phải tuân thủ quy tắc của chiến sư đường, không thể trái ngược, nhưng điện chủ, đường chủ cùng chiến sư bình thường trong lúc đó, thân như huynh đệ, không có đẳng cấp quá mức xâm nghiêm. Nguyên nhân chính là như thế, vô luận Thạch Hạo hay Tiêu Bột, nói chuyện với hắn đều rất tự do, không có bởi vì hắn là điện chủ, liền tận lực xu nịnh. Tất cả mọi người là huynh đệ, đột nhiên toát ra một lão sư. Vừa rồi còn nghĩ thu đối phương vào nội thức điện, kết quả người ta liền biến thành lão sư của mọi người. Cái này gọi là chuyện gì? Đang nghĩ có phải vị tôn sư này, cho mọi người xuống mê hồn dược gì hay không, chỉ nghe thanh niên đứng ở phía trước lắc đầu. Đứng lên đi, tu luyện chi đạo, cũng không phải xa rời thực tế, quý ở lẫn nhau trao đổi, về sau mọi người trao đổi là được, không cần xưng hô lão sư. Chỉ là tùy tiện giảng giải, không có nghĩ tới những người này lại đột nhiên bái sư, Trương Huyền cực kỳ bất đắc dĩ. Tôn sư giảng giải, trực chỉ hạch tâm tu luyện, chúng ta được lợi rất nhiều, xưng hô một tiếng lão sư. Cũng không quá đáng, trái lại còn chiếm đại tiện nghi. Thạch Hạo nói, hắn là thiên tài nổi danh chiến sư đường, kiêu ngạo đến cực điểm. Dựa theo tình huống bình thường, coi như là điện chủ, cũng chưa hẳn có thể khiến hắn thật lòng khâm phục, nhưng đối với vị trước mắt này, lại tự đáy lòng bái phục, không có chút bất kính. Không riêng gì đối phương chỉ ra vấn đề cùng mấu chốt tu luyện của hắn, càng trọng yếu hơn là, vừa rồi giảng giải, tựa như âm thanh tự nhiên, chỉ cần tiêu hóa. Số lượng chân khí trong cơ thể tất nhiên có thể càng tiến một bước, đạt tới tình trạng không thể tưởng tượng. Phương pháp tu luyện cao thâm như thế, không có chút giữ lại giảng giải ra, không có chút che lấp nào. Chỉ là phần tâm cảnh này, đã đáng mình xưng một tiếng lão sư, chân tâm thật ý, không có chút trái với lương tâm. Đúng vậy, tôn sư, chúng ta chân tâm thật ý xưng ngươi là lão sư, kính xin không nên từ chối. Đã có phương pháp lão sư giảng giải. Thực lực của chúng ta tuyệt đối sẽ trong thời gian ngắn tiến nhanh, thông qua khảo hạch, dễ dàng. Những người khác cũng vội nói. Cái này, Ngụy Điện chủ lần nữa ngây người. Vừa rồi còn nghĩ có phải tôn sư này dùng thủ đoạn ti tiện, mời chào chiến sư của nội thức điện hay không, liền thấy một màn như vậy, hiện tại xem ra, là chiến sư bọn hắn chân tâm thật ý học tập, hơn nữa còn chiếm được chỗ tốt. Chỉ đi thông đạo một lát, đến cùng giảng giải cái gì? Khiến nhiều người bội phục như thế. Được rồi. Thấy thái độ của mọi người nghiêm túc, tuy Trương Huyền không muốn, nhưng vẫn gật đầu. Giống như hắn nói, giảng giải nhiều như vậy, chỉ là vì trao đổi, không phải muốn nhận đồ, không nghĩ nhiều người như vậy xưng lão sư, khiến hắn không biết làm sao cho phải. Quá ưu tú, kỳ thật cũng là phiền toái, đi đến chỗ nào người khác cũng bái sư, phiền não a. Ngụy Điện chủ, người đã trở về, chúng ta đi võ kỹ điện đi. Đang không biết làm sao cho phải, chứng kiến Ngụy Điện chủ đi tới, vội vàng hô một tiếng. Được, biết rõ đối phương cầm hắn ngăn cản các chiến sư nhiệt tình, Ngụy Điện chủ đành phải nhẹ gật đầu, không nói thêm lời, dẫn đường đi về phía võ kỹ điện. Võ kỹ điện cách nội thức điện không xa, chỉ một lát liền tới trong đó. Phong điện chủ là bạn tốt của ta, hai ta tương giao vượt qua 300 năm, chỉ là nhìn một ít công pháp tu luyện, ta mở miệng, hắn nhất định sẽ đáp ứng. Đi ở trong đại sảnh, Ngụy Điện chủ cười nói. Phong điện chủ từng là danh sư danh khí rất lớn ở Thanh Nguyên đế quốc danh sư đường, tinh thông các loại võ kỹ, chiến lực kinh người, lúc này mới được hình đường chủ chuyên môn thuê tới, chỉ điểm chiến sư ở võ kỹ điện, trở thành đường chủ. Rất nhiều năm trước hai người liền quen thuộc, hơn nữa thành bằng hữu. Bẩm báo Ngụy điện chủ của chúng ta đi ra ngoài đến bây giờ còn không có trở về. Một chiến sư tiến lên đón. Không có trở về. Ngụy Điện chủ nhíu mày. Vẻ mặt chiến sư tràn đầy áy náy. Đợi hắn trở về, nói với hắn một tiếng, ta đến tìm. Đối phương không có ở đây, cũng không có biện pháp, Ngụy Điện chủ đành phải lắc đầu. Vâng. Chiến sư gật đầu, cười cười. Kỳ thật, Ngụy Điện chủ không cần tìm Phong Điện chủ hoàn toàn chính xác siêu tập không ít võ kỹ cùng công pháp,
bất quá không có đặt ở trên người, mà đặt ở võ kỹ thông đạo, chỉ cần có thể khiêu chiến thành công, có thể đi vào trong đó, muốn nhìn bao lâu liền nhìn, tùy tiện sao chép cũng không có việc gì. Khiêu chiến. Ngụy Điện Chủ sững sờ. Hắn rất ít tới võ kỹ điện, rất nhiều chuyện cũng không hiểu rõ tình hình. Đúng, võ kỹ điện có mấy trăm loại võ kỹ công pháp, có thể tùy tiện chọn học tập, chỉ cần có thể dùng võ kỹ giống nhau, thắng được khôi lỗi mà điện chủ lưu lại đến, coi như thành công. Chiến sư giải thích. Ngụy Điện Chủ hiểu được. Kỳ thật cũng là một loại khảo hạch với chiến sư. Có chút tương tự nội tức thông đạo của nội tức điện. Chỉ có tu luyện võ kỹ tới cảnh giới nhất định, mới có thể học tập tuyệt chiêu mới, nếu không thâm thì thâm, học nhiều hơn nữa cũng không có tác dụng. Tôn sư. Chương 2110, Đại Tinh La chỉ lực 2. Sau khi rõ ràng, nhìn về phía Trương Huyền cách đó không xa. Ta có thể đi tới thử xem. Trương Huyền cười cười. Nếu như thông qua khảo hạch có thể chứng kiến thư tịch, thì không cần phải thiếu nhân tình. Vậy ta mang các vị đi qua. Chiến sư cười cười, đi đầu dẫn đường. Không lâu sau, mọi người đi tới một đại sảnh rộng lớn, giống như nội tức thông đạo lúc trước, đứng đầy chiến sư, từng cái vẻ mặt ngưng trọng. Đây là võ kỹ thông đạo, trên vách tường phía trước là tên võ kỹ, chỉ cần tu luyện bất kỳ một loại nào tới đại thành, có thể đi vào khiêu chiến khôi lỗi do phong điện chủ lưu lại. Sau đó tiến vào tàng thư khố, lựa chọn càng nhiều bí tịch nữa. Tôn sư, ngươi xem có võ kỹ nào quen thuộc không? Nếu như có, hiện tại ta có thể báo danh cho ngươi. Chiến sư nhìn qua, thông qua nói chuyện với nhau, hắn cũng biết, cũng không phải Ngụy Điện Chủ muốn xem sách, mà là vị trước mắt này. Có thể khiến một điện chủ tự mình dẫn đường, hắn cũng tràn ngập tò mò với vị trước mắt này. Ta xem thoáng cái. Trương Huyền gật đầu, nhìn sang mặt tường cách đó không xa. Phía trên rậm rạp chẳng chịt tràn ngập tên võ kỹ, Thiên Diệp Trưởng, Hồng Trần Nhất Tuyến Quyền, Tinh Thần Chỉ. Chủng loại đa dạng, đếm thoáng cái, chừng 200 loại. Cái này, nhiều như vậy. Trương Huyền khiếp sợ. Điện chủ chúng ta, thích nhất là sưu tập những thứ này, bên trong bao hàm hết thảy võ kỹ thánh phẩm của Thanh Nguyên Đế Quốc cấp bậc, tôn sư có am hiểu loại nào không? Chiến sư cười nói. Cái này. Trương Huyền thoáng có chút lúng túng. Những võ kỹ này, ta đều là lần đầu tiên nghe được. Không có tu luyện qua bất kỳ một cái nào. Những võ kỹ này, đều là của chiến sư Đường, thậm chí đặc thù của Thanh Nguyên Đế Quốc. Hắn mới đến đây không đến một ngày, nói thật, hơn 200 loại, đều là lần đầu tiên nghe, nói gì tới tu luyện. Chiến sư sửng sốt một chút. Những thứ này đại bộ phận đều là võ kỹ thánh phẩm bình thường nhất, tôn sư. Thân là thánh vực nhất trọng đỉnh phong, một loại cũng không có luyện qua. 200 loại võ kỹ, có 180 loại là hết sức bình thường, muốn học được không khó, một cái cũng không có học qua. Khởi điểm phải thấp bao nhiêu a? Ta có học qua một loại võ kỹ thánh phẩm, bất quá không có ở trong 200 loại này. Trương Huyền cười khổ. Võ kỹ của hắn, đều là lúc trước học, trước mắt còn không có đạt tới thánh phẩm, cái duy nhất là Đại Bi Thiên Ma Trường, cũng chỉ học thời gian rất ngắn, về sau cảm thấy thiếu sót quá nhiều, liền không tu luyện nữa. Chỉ học được một loại, còn không ở trong này. Chiến sư đồng tình nhìn qua. Còn tưởng rằng là thiếu niên thiên tài của đại gia tộc gì. Không nghĩ tới là một gia hỏa chưa thấy qua việc đời. Người võ kỹ điện, không có tu luyện qua 5-3 võ kỹ, cũng ngại ngùng mở miệng nói mình biết võ kỹ. Đúng vậy. Trương Huyền suy nghĩ một chút nói. Nếu không như vậy đi, người có võ kỹ thánh phẩm không? Cho ta xem một chút, ta học một chút, thử xem có thể xông thông đạo hay không. Không có học qua võ kỹ ở phía trên, chỉ có thể tùy tiện tìm một quyển học lâm thời A. Học một chút, xông thông đạo. Chiến sư sửng sốt, thiếu chút nữa bật cười. Nói thật, nếu không phải Ngụy Điện Chủ mang tới, chỉ sợ hắn đã sớm mở miệng chửi mẹ rồi. Võ kỹ thánh phẩm, ở võ kỹ điện rất bình thường, nhưng ở Thanh Nguyên Đế Quốc cũng coi như là tuyệt học, người cho là cỏ đuôi chó ven đường, nói nhặt được liền nhặt được. Nói học có thể học. Đến đây khảo hạch xông thông đạo, người nào không nghiên cứu mấy năm ở trên võ kỹ. Coi như là thiên tài chính thức, không có 2 năm học tập. Cũng tuyệt không dám tới đây khiêu chiến. Gia hỏa này càng tốt, nghe khẩu khí, bây giờ học, học xong lập tức đi xông cửa. Thật sự là ngu ngốc đến đáng sợ. Học tập võ kỹ không dễ dàng như vậy, mỗi một loại đều cần qua muôn ngàn thử thách, không biết bao nhiêu năm tháng ma luyện. Cố nén không vui, vẫn kiên nhẫn giới thiệu. Ta biết rõ, ngươi có bí kỹ không?
cho ta mượn xem một chút là được, có thể luyện thành, ta tự nhiên sẽ luyện, luyện không thành, chỉ có thể rời đi. Trương Huyền nói, võ kỹ của đối phương, nếu tương tự những cái hắn siêu tập kia, có thể hình thành thiên đạo công pháp, luyện một chút cũng không sao, không cách nào hình thành, cho không hắn cũng không luyện, lãng phí thời gian mà thôi. Cái này, cũng được. Liếc nhìn Ngụy Điện Chủ cách đó không xa, vị chiến sư này cố nén xúc động muốn bộc phát, cổ tay khẽ đảo, lấy ra một quyển sách. Đây là Đại Tinh La chỉ lực ta tu luyện, một trong 200 võ kỹ kia, có chút khó khăn, ta ở phía trên đắm chìm trọn vẹn 7 năm, mới có thể tiểu thành. Chiến sư giới thiệu một chút. Ngoài miệng nói 7 năm, trên mặt lại mang theo vẻ kiêu ngạo. 7 năm liền tu luyện Đại Tinh La chỉ lực tới tiểu thành. Chẳng lẽ ngươi chính là siêu cấp thiên tài của võ kỹ điện? Tiêu Đàm mà Phong Đường chủ thường xuyên nhắc tới. Ngụy Điện chủ nhớ tới cái gì, nhướng mày. Vừa rồi thời điểm bọn hắn tìm Phong Điện chủ, chỉ có vị chiến sư này, tùy tiện hỏi thăm, cũng không biết tính danh, giờ phút này nghe được tên võ kỹ cùng thời gian tu luyện, lúc này mới nhớ tới. Đại Tinh La chỉ lực, ở trong 200 võ kỹ, được cho là khó khăn nhất, uy lực cũng lớn nhất, coi như là Phong Điện chủ lúc trước. Tu luyện tới tiểu thành cũng hao tốn 23 năm, gia hỏa này 7 năm liền tiểu thành, thiên phú có thể nói khủng bố. Đúng vậy, đúng là tại hạ. Chiến sư Tiêu Đàm nhẹ gật đầu, vẻ ngạo nghễ tự nhiên sinh ra. Chương 2111, 11 cái hô hấp 1. Thì ra là thế. Biết rõ đối phương là siêu cấp thiên tài của võ kỹ điện, trình độ thiên phú không dưới Thạch Hạo, Ngụy Điện chủ nhẹ gật đầu, nhìn về phía Trương Huyền. Tôn sư, ta tìm cho ngươi một bộ võ kỹ khác đi, Đại Tinh La chỉ lực độ khó rất lớn, ở trong 200 loại, đã có thể xếp trước 5. Phong Điện chủ, bởi vì lúc trước không phải chiến sư, không được hệ thống huấn luyện chính quy, tu luyện chậm một chút thì thôi, nhưng vị thiên tài trước mắt này, cũng hao tốn trọn vẹn 7 năm mới tiểu thành, Đại Tinh La chỉ lực, có thể nói là võ kỹ khó học nhất của võ kỹ điện. Không cần phiền toái như vậy. Tiếp nhận bí tịch tiện tay mở ra, Trương Huyền lắc đầu. Với hắn mà nói, chỉ cần có thể tiếp cận thành thiên đạo công pháp, 200 võ kỹ khảo hạch này, cái nào cũng giống nhau, không có ưu khuyết. Vậy ngươi xem trước một chút, nếu như khó có thể tu luyện, chúng ta làm lựa chọn cái khác. Biết rõ nói nhiều sẽ làm người chán ghét, Ngụy Điện chủ nói. Thứ này nói vô dụng, chỉ có tự mình tu luyện, mới hiểu được độ khó. Chờ ra hỏa này té ngã, ngay cả nhập môn cũng làm không được, liền rõ ràng Đại Tinh La chỉ lực kinh khủng. Rất hiển nhiên Tiêu Đàm cũng ôm ý nghĩ này, hứng thú nhìn về phía thanh niên không biết trời cao đất rộng kia, muốn nhìn xem biểu lộ không cách nào lĩnh ngộ của đối phương sau khi xem xong bí tịch. Bất quá, không đợi được loại vẻ mặt này, chỉ chứng kiến đối phương nhíu mày, một bộ như ăn không ngon. Ngươi có ý tứ gì? Vẻ mặt Tiêu Đàm tràn đầy không vui. Xem không hiểu liền xem không hiểu, bộ dạng này là có ý tứ gì? Không có gì. Trương Huyền sửng sốt một chút. Lần nữa cúi đầu nhìn, một lát sau lại lắc đầu. Được rồi, cứ như vậy đi. Nói xong, một bộ thấy chết không sờn, đứng ở tại chỗ, chậm rãi nhắm mắt lại. Ngươi, thấy hắn không tình nguyện, biểu lộ còn muốn khoa trương hơn hồi nãy nữa, Tiêu Đàm tức giận sắp sù lông. Đại Tinh La chỉ lực, tuy không phải võ kỹ cao cấp nhất gì, nhưng ở võ kỹ điện tuyệt đối được cho gần phía trước, bình thường tu luyện cảm thấy khó khăn, này có thể lý giải, nhưng nhăn nhó. Cảm thấy tu luyện bộ võ kỹ này giống như ăn chuột chết, thì có chút quá đáng rồi. Coi như rất khó luyện thành, xem không hiểu, cũng không cần loại thái độ này. Quả thực vô lễ đến cực điểm. Hừ lạnh một tiếng, đang muốn nói chuyện, liền thấy bàn tay của thanh niên trước mắt đột nhiên dựng thẳng lên, tay phải ngón trỏ nhẹ nhàng điểm tới. Chân khí đâm rách không trung, như xé rách trang giấy, phát ra tiếng thiết cắt, đầu ngón tay tựa hồ có tinh thần xoay tròn. Làm cho người ta cảm giác mênh mông xa xăm. Đại Tinh La chỉ lực, là trên vạn năm trước, một vị tiền bối của chiến sư Đường quan sát mặt trời mặt trăng và ngôi sao sáng chế, một ngón tay đưa ra, chân khí mượn nhờ tinh thần xếp đặt lực lượng, làm cho người ta cảm giác xuyên thẳng qua vũ trụ bao la mờ mịt, không chỉ chân khí công kích, trên linh hồn cũng mang theo áp bách rất mạnh. Nguyên nhân chính là như thế, tu luyện giả bình thường rất khó lý giải, thậm chí cuối cùng cả đời cũng không rõ loại lực lượng tinh thần này. Là mượn dùng như thế nào? Vốn cảm thấy vị tôn sư này quá mức vô lễ, tính cách khó ưa, muốn quát lớn vài câu, chứng kiến đối phương điểm ra ngón tay, đồng tử kìm lòng không được co rút lại, thân thể Tiêu Đàm run lên. Cái này là, nhập môn.
cho rằng đối phương căn bản nhìn không hiểu làm sao tu luyện võ kỹ, ở đó giả vờ giả vịt, nằm mơ cũng không nghĩ đến, chỉ nháy mắt đã nhập môn. Lúc trước hắn tu luyện tới nhập môn, là hao tốn trọn vẹn một năm. Xì 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 xì, đang khiếp sợ không rõ ràng cho lắm, lực lượng chân khí ở đầu ngón tay của thanh niên càng ngày càng mạnh, phát ra thanh âm nức nở nghẹn ngào, tựa như dẫn người vào trong bóng đêm, tinh thần bốn phía tùy thời có thể hạ xuống. Cái này là, tinh thông. Nuốt ngụm nước miếng, sắc mặt Tiêu Đàm trắng bệch. Tuy bộ võ kỹ này rất khó nhập môn, sau khi thành công nhập môn tiến bộ sẽ nhanh hơn, nhưng lúc này mới bao lâu? 10 cái hô hấp, 5 cái hô hấp, hay 2 cái hô hấp. Thời điểm ngón tay duỗi ra, là nhập môn, cánh tay vẫn chưa hoàn toàn duỗi thẳng, liền tinh thông rồi. Người đây không phải tu luyện, mà là đùa giỡn à. Ít hầu phát khô, quay đầu nhìn về phía Ngụy Điện Chủ cách đó không xa, muốn hỏi ra hỏa này đến cùng có lai lịch gì, sao học nhanh như vậy, liền thấy vị điện chủ này cũng mở to hai mắt nhìn, một bộ gặp quỷ rồi. Rất rõ ràng, hắn cũng không nghĩ tới, đối phương có thể nhanh như vậy liền từ nhập môn đạt tới tinh thông. Cái này đã vượt ra khỏi phạm trù thường thức có thể lý giải. Ngụy Điện Chủ cắn chặt hàm răng, sợ quấy rầy tôn sư đang tu luyện, truyền âm qua. Hả? Ngụy Điện Chủ từ trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại. Vị tôn sư này, lúc trước, thật không có học qua đại tinh la chỉ lực. Nhịn không được nói. Hẳn là không có học qua. Loại chuyện nhỏ nhặt này, còn không đến mức nói dối. Nhớ tới thanh niên đủ loại thần kỳ, dừng lại một chút, Ngụy Điện Chủ nói. Bọn hắn một vị đường chủ, hai vị điện chủ liên thủ công kích, cũng không có làm bị thương mảy may, ngược lại bị đối phương mượn nhờ trận pháp đánh một trận. Càng là một trường quét ngang 10 tấm bia đá của nội tức thông đạo. Nhân vật như vậy, hẳn là không cần phải nói dối, xem ra. Đại tinh la chỉ lực này, đối với bọn họ mà nói khó có thể hoàn thành, nhưng đối với vị này, không khó. Không có học qua, thời gian nháy mắt nhập môn, mấy cái hô hấp tinh thông. Ta hao tốn 7 năm mới tiểu thành, sẽ không trong một ngày có thể đuổi theo chứ. Bờ môi của Tiêu Đàm liên tục run rẩy. Chắc có lẽ không. Từ tinh thông đến tiểu thành có đường ranh giới cực lớn, hẳn là không ai nhanh như vậy. A, Ngụy Điện Chủ còn chưa dứt lời, liền thét lên một tiếng. Chỉ thấy thanh niên nhắm hai mắt, cánh tay cuối cùng duỗi thẳng, một vòng xoáy xuất hiện, tựa như tinh hà xoay tròn, còn không có công kích, chỉ nhìn một cái, liền khiến người mê muội, tùy thời có thể hôn mê. Tiểu thành, hai người đồng thời lui về sau hai bước. Vừa nói xong hôm nay không thể tiểu thành, đối phương liền đến được rồi. Chương 2112, 11 cái hô hấp 2. Vù vù. Đạt tới tiểu thành, Trương Huyền mở mắt, liếc nhìn tay mình, thở dài một tiếng, ngẩng đầu nhìn Tiêu Đàm cách đó không xa. Võ kỹ thông đạo này, là tu luyện một bộ võ kỹ tới đại thành, mới có thể đi vào sông cửa. Vâng. Không biết hắn hỏi như vậy là có ý tứ gì, Tiêu Đàm nhẹ gật đầu. Võ kỹ thông đạo, cần tu luyện tới đại thành, mới có cơ hội thông qua. Nếu không căn bản không có khả năng thành công. Trong lòng kỳ quái, đang muốn giải thích thoáng cái, liền thấy thanh niên trước mắt đáp một tiếng. Ta biết rồi. Lần nữa nhắm mắt lại. Hả? Da mặt hắn run lên. Ngươi không phải là muốn. Hiện tại liền trùng kích đại thành chứ. Đại tinh la chỉ lực, yêu cầu chân khí cực cao, không có chuẩn bị, cưỡng ép trùng kích, chỉ sẽ xuất hiện sai lầm, người bị thương. Lời còn chưa dứt. Liền thấy ngón tay của thanh niên lần nữa điểm ra. Dầm ào ào. Không khí bị áp xúc, trong nháy mắt hắn đã cảm thấy cả người như rơi vào trong tinh đấu đầy trời, ngay sau đó từng viên tinh thần từ trên trời giáng xuống, tựa hồ đơn giản có thể nghiền ép. Chu thiên tinh thần. Thân thể Tiêu Đàm lắc lư kịch liệt. Cái này là, đã vượt qua đại thành, viên mãn như ý. Tu luyện võ kỹ chia làm 5 cảnh giới, nhập môn, tinh thông, tiểu thành, đại thành, viên mãn như ý. Vừa nói đối phương tu luyện tới đại thành rất khó, kết quả đối phương tùy tùy tiện tiện đã đạt đến viên mãn như ý. Từ tiếp nhận bí tịch, đến tu luyện tới loại tình trạng này, tổng cộng dùng 10 mấy hơi thở. Mà hắn là siêu cấp thiên tài của võ kỹ điện, dùng 7 năm, vẫn chỉ là tiểu thành. Cảm giác thất bại lan tràn, khiến hắn sắp bạo tạc nổ tung. Người, thật là không thể so sánh. Không biết tùy tiện tu luyện một chút, đã dọa Ngụy Điện Chủ. Tiêu Đàm sợ tới mức muốn thổ huyết, Trương Huyền mở mắt. Nói thật, nếu không phải vì sông cửa, tuyệt đối sẽ không học đại tinh la chỉ lực này.
Sau khi dung hợp rất nhiều võ kỹ, tuy khuyết điểm thiếu rất nhiều, vẫn như trước có 5 chỗ. Công pháp nhiều thiếu sót như vậy, nói thật, chưa bao giờ luyện qua. Nguyên nhân chính là như thế, mới xoắn suýt hồi lâu, cuối cùng khuôn mặt thấy chết không sờn. Quá kém. Luyện thật sự là mất mặt xấu hổ. Bất quá cũng không có biện pháp, muốn thông qua khảo hạch, đi tìm càng nhiều công pháp thánh vực nhất trọng nữa, đây coi như là phương pháp đơn giản nhất rồi. May mắn những thiếu sót này, chỉ là đối với thân thể có chút tổn thương, không cần bảo vật gì, nếu không nhất định sẽ phiền toái không ít. Ta tu luyện xong, khả năng phải phiền toái Tiêu Đàm chiến sư hỗ trợ báo danh. Lắc đầu, dứt bỏ phiền muộn trong lòng, Trương Huyền nói. Những thiếu sót này, chỉ là tổn thương một ít kinh mạch trong cơ thể, chỉ cần sử dụng sẽ xé rách, khiến người ta thống khổ, nhưng hắn có thiên đạo chân khí, khôi phục thương thế cực nhanh, vấn đề cũng không phải lớn. Dù sao, chỉ là vì khảo hạch mà thôi, về sau không dùng là được. Vâng, vâng. Tiêu Đàm mới từ trong khiếp sợ kịp phản ứng, rụt cổ một cái, vội vã đi thẳng về phía trước, không lâu sau liền trở lại trước mặt. Tôn sư, ta đã báo danh, người tới đi. Võ kỹ thông đạo, mỗi ngày không ít người tới đây khảo hạch, bất quá có thể thông qua không nhiều lắm. Vị trước mắt này là Ngụy Điện chủ tự mình mang đến, lại tu luyện võ kỹ nghịch thiên như vậy, để hắn khảo hạch trước cũng không có gì. Làm phiền rồi. Ông Quyền, Trương Huyền đi theo sau lưng, chỉ chốc lát đã đi tới. Vừa vặn môn hộ mở ra, một thanh niên uể oải đi ra, xem xét liền biết khảo hạch thất bại. Tôn sư, mời. Tiêu Đàm đưa tay. Trương Huyền nhấc chân đi vào, thời gian nháy con mắt liền biến mất ở trước mặt mọi người. Họ Tiêu, gia hỏa này đến cùng có lai lịch gì, lại để ngươi ra mặt giúp hắn chen ngang. Trong đám người, một chiến sư hô lên. Ta cũng không biết. Tiêu Đàm lắc đầu. Không biết, hắn báo võ kỹ nào hẳn phải biết ha. Mọi người kỳ quái, chiến sư kia hỏi lần nữa. Căn cứ võ kỹ tu luyện, cũng có thể suy đoán ra lai lịch. Đại tinh la chỉ lực. Tiêu Đàm nói. Đại tinh la, đây không phải ngươi tu luyện sao? Bộ võ kỹ này rất khó luyện thành, coi như thiên phú như ngươi, luyện 7 năm cũng chỉ tiểu thành, gia hỏa này dám đến khiêu chiến, chẳng lẽ đã đại thành sao? Ta xem niên kỷ của hắn hẳn là không lớn a. Vị chiến sư kia nhíu mày, nhịn không được hỏi. Tuổi nhỏ như vậy, có thể luyện bao lâu? Đại khái. Tiêu Đàm suy nghĩ một chút, vẻ mặt cười khổ. 12 cái hô hấp, a, không, là 11 cái hô hấp. Chương 2113, Phong Điện Chủ bi thảm 1. Vù vù. Vừa đi vào thông đạo rộng lớn, một khôi lỗi liền đứng lên. Thoạt nhìn rất giống người thật, bộ dáng đại khái 60 tuổi, râu tóc bạc trắng. Hẳn là Phong Điện Chủ lấy bộ dáng của mình luyện chế. Trong lòng Trương Huyền suy đoán. Vị Phong Điện Chủ này, đến từ danh sư đường, hẳn tinh thông chức nghiệp thiên công, nếu không cũng không có khả năng luyện chế ra khôi lỗi này. Nếu như không phải sớm biết rõ, chỉ sợ cũng cho là người thật. Ngươi lựa chọn đại tinh la chỉ lực, lấy chỉ phá chỉ, có thể tiếp được công kích của ta, liền vượt qua kiểm tra. Tiếp không được, rời đi. Khôi lỗi không có bất kỳ biểu lộ. Được. Trương Huyền nhẹ gật đầu, tiến về phía trước một bước. Đồng cấp bậc thi triển võ kỹ giống nhau, hắn có tự tin tuyệt đối, không cần minh lý chi nhãn, thiên đạo thư viện, cũng có thể nhẹ nhõm chiến thắng. Bẩm báo đường chủ, Ngụy Điện chủ mang theo Tôn lão sư đi võ kỹ điện rồi. Hình đường chủ mang theo Tề lão đi vào nội thức điện, cũng không phát hiện đám người Trương Huyền, nhịn không được hỏi Thạch Hạo cách đó không xa, rất nhanh đã nhận được trả lời. Đi võ kỹ điện làm gì? Hình đường chủ nhíu mày. Không biết. Thạch Hạo lắc đầu. Đợi một chút, người mới vừa nói là Tôn lão sư. Liêu điện chủ nghe ra không đúng hỏi. Xưng hô Tôn sư là tôn kính với danh sư, mà Tôn lão sư, quan hệ sẽ càng tiến một bước, đã có ân thụ nghiệp rồi. Vâng, Tôn lão sư chỉ điểm chúng ta tu luyện, chúng ta vô cùng cảm kích. Thạch Hạo gật đầu. Cái này, đám người hình đường chủ liếc mắt nhìn nhau, đều nhíu mày, một khải linh sư chỉ điểm chiến sư. Hơn nữa khiến nhiều chiến sư đồng thời bái sư như vậy. Xảy ra chuyện gì? Rất nhanh, hỏi rõ ràng tình huống, ba người trợn mắt há hốc mồm. Một trưởng đánh tan nội tức thông đạo, chỉ một khiến Thạch Hạo nhận thua. Vị tôn sư này, đến cùng chân khí hùng hậu như thế nào? Đi võ kỹ điện nhìn xem. Tràn đầy hiếu kỳ, vội vàng chạy tới võ kỹ điện. Rất nhanh đi tới ngoài võ kỹ thông đạo.
Sao các ngươi tới đây? Ngụy điện chủ sửng sốt, vội vàng ôm quyền, ánh mắt sáng lên. Tề lão, ngươi không có việc gì? Ân. Tề lão nhẹ gật đầu, nói. Tôn Cường tôn sư đâu? À, vừa mới vào thông đạo khảo hạch rồi. Ngụy điện chủ cười cười. Khảo hạch. Hình đường chủ nhíu mày. Tôn sư muốn tìm kiếm công pháp bí tịch thánh vực nhất trọng, nội thức điện chúng ta không có loại phù hợp, nên tới tìm phong điện chủ, nhưng hắn không có ở đây. Tôn sư quyết định thông qua võ kỹ thông đạo khảo hạch, sau đó đi tàng thư khố quan sát. Ngụy điện chủ giải thích sự tình vừa rồi một chút. Lấy thực lực của hắn, thông qua khảo hạch hẳn là không khó. Nhớ tới thanh niên cùng bọn họ đối chiến, cùng tình cảnh vừa rồi nhìn thấy ở nội thức điện, hình đường chủ vuốt chòm râu. Thiên tài như thế, thông qua võ kỹ thông đạo khảo hạch, hẳn là không có vấn đề quá lớn, không cần phải lo lắng. Lúc trước hội nghị kết thúc, phong điện chủ đã trở lại, không có giống như những người khác chạy đi, gia hỏa này luôn chân không bước ra khỏi nhà, sao hôm nay không có mặt. Không có lo lắng chuyện này, hình đường chủ cười hỏi. Vị phong điện chủ này, thích nhất chính là trốn ở trong nhà nghiên cứu võ kỹ, mặc dù là hắn, mời nhiều lần cũng sẽ không đi ra ngoài, lần này không giống đám người Chu điện chủ, Ngô điện chủ chạy tới Huyền Huyền hội, làm sao sẽ không có ở trong điện. Ta cũng có chút kỳ quái. Ngụy điện chủ lắc đầu. Thời điểm vừa tới hắn cũng có chút kỳ quái, bất quá đối phương không có mặt, hơn nữa là Tiêu Đàm nói, nên không tiện tinh tế điều tra. Lão Phong cũng có thể cam lòng đi ra ngoài, ta cảm thấy có chút không tin a. Hả, không đúng, chẳng lẽ? Liêu điện chủ ở một bên cảm khái một tiếng, đột nhiên nhớ tới cái gì, liền sửng sốt. Làm sao vậy? Thấy bộ dáng của hắn, đám người hình đường chủ đồng loạt nhìn qua. Ta cùng Lão Phong, quan hệ rất tốt, hắn thường xuyên đến chỗ của ta, để cho ta hỗ trợ hóa giải tâm ma. Cùng ta nói qua, hắn có một ưa thích đặc thù, thích trốn ở trong võ kỹ thông đạo, ngụy trang thành khôi lỗi khảo hạch chiến sư. Khóe miệng co lại, Liêu điện chủ chậm rãi nói. Ngụy trang khôi lỗi. Mọi người sửng sốt. Đúng vậy, võ kỹ thông đạo là khôi lỗi thi triển võ kỹ tiến hành khảo hạch. Nhưng có thời điểm liên tiếp vận chuyển, khôi lỗi sẽ xuất hiện tình huống bị tổn thương. Lúc này hắn thường xuyên sẽ đè thấp tu vi, ngụy trang thành bộ dáng đối phương, cùng chiến sư chiến đấu. Nuốt ngụm nước miếng, Liêu điện chủ nói. Chuyện này, hắn nói qua với ta chỉ coi là chuyện cười nghe một chút, sẽ không. Là thật chứ? Thân là điện chủ, ngụy trang thành khôi lỗi đi khảo hạch, không phải là sự tình hay ho gì. Người biết không nhiều lắm, khả năng toàn bộ chiến sư đường, cũng chỉ có tâm điện chủ biết được. Phong điện chủ đột nhiên không có ở đây, lại không có đi ra ngoài. Sẽ không phải là thật chạy đến thông đạo, giả dạng làm khôi lỗi, đi khảo nghiệm chiến sư chứ. Tôn sư chọn võ kỹ gì? Ngây ngốc một chút, hình đường chủ vội vàng nhìn qua bên cạnh. Chương 2114, phong điện chủ bi thảm 2. Lấy ra hỏa này đối với võ kỹ cố chấp. Gây chuyện không tốt còn là làm được. Hắn chọn là đại tinh la chỉ lực. Ngụy điện chủ nói. Bộ võ kỹ này uy lực rất mạnh, chỉ là khó có thể tu luyện, tôn sư tuổi còn trẻ, vậy mà học được. Hình đường chủ sửng sốt. Võ kỹ khác không biết, đại tinh la chỉ lực là vừa học. Ngụy điện chủ nói. Vừa học liền đối kháng phong điện chủ. Lão Phong là một tên điên, khảo hạch nghiêm túc, nếu biết rõ vừa học liền tới sông cửa, tuyệt đối sẽ giận dữ, không chút lưu tình. Nguy rồi, tôn sư sẽ gặp phải phiền toái. Nhanh đi ngăn cản. Sửng sốt một chút, Liêu điện chủ xù lông. Phong điện chủ, người như họ, giống như tên điên, khảo hạch cực kỳ nghiêm túc, tôn sư vừa mới học đại tinh la chỉ lực, có thể có trình độ bao nhiêu. Gặp phải điện chủ nguyên thần cảnh, gây chuyện không tốt sẽ bị điên cuồng đập một trận. Két, tràn đầy sốt ruột, đang định vọt tới thông đạo cứu người, chợt nghe tiếng mở cửa vang lên. Sau đó liền chứng kiến một thanh niên chậm rãi đi ra. Vừa đi, còn một bên sửa sang lại quần áo. Tôn sư, ngươi không sao chứ? Thấy hắn hoàn hảo không tổn hao gì tiêu sái đi ra, đám người hình đường chủ vội vàng đi vào trước mặt. Không có việc gì. Nhìn rõ ràng là bọn hắn, Trương Huyền mỉm cười. Ngươi, thông qua khiêu chiến. Ngụy điện chủ nhìn qua, có chút lo lắng. Ân, những khôi lỗi bên trong kia giống y như thật. Bị ta đánh một trận, rõ ràng còn thổ huyết, nếu không phải sớm biết rõ, sẽ cảm thấy là người thật. Trương Huyền tán thưởng. Thổ huyết. Khóe miệng mọi người co giật. Đúng vậy, gia hỏa này ở đồng cấp bậc thi triển võ kỹ giống nhau, không có thắng được ta,
hỏi hắn có vượt qua kiểm tra không, vậy mà không trả lời. Đành phải tiếp tục chiến đấu, nhìn thực lực hắn càng tăng càng cao, sợ chiến thắng không được, liền tiên hạ thủ vi cường, trước đánh hắn hôn mê bất tỉnh. Đánh ngất xỉu khôi lỗi, hẳn là tính vượt qua kiểm tra a. Trương Huyền hỏi, đánh ngất xỉu, thực lực càng tăng càng cao. Nếu như nói mới vừa rồi còn không xác nhận là khôi lỗi hay phong điện chủ, nghe nói như thế, đã 100% xác nhận, nhất định là người sau không thể nghi ngờ. Tuy thực lực của khôi lỗi không kém, nhưng cấp bậc là cố định, không có khả năng vừa đánh vừa tăng thực lực. Trừ khi, là cường giả ngụy trang. Đi tới nhìn xem. Không để ý tới Trương Huyền chiến thắng khôi lỗi vẫn chưa thỏa mãn, đám người hình đường chủ vội vã lao vào thông đạo, đi vào trong đó, ánh mắt nhìn thoáng qua, da mặt tất cả đều co giật. Chỉ thấy phong điện chủ toàn thân là máu dính trên vách tường, y phục trên người cũng bị lực lượng cuồng bạo xé rách tựa như vải, chật vật nói không ra lời. Quả nhiên là lão phong. Đi vào trước mặt, ngụy điện chủ nhìn nhìn, lập tức xác nhận, cổ tay khẽ đảo, lấy ra một viên đan dược cho đối phương nuốt xuống. Đồng thời thúc giục chân khí, trợ giúp luyện hóa. Không lâu sau, phong điện chủ hôn mê tỉnh lại. Sao các ngươi ở đây? Phong điện chủ mê mang nói. Vừa rồi có phải ngươi khảo hạch một thanh niên, sau đó? Bị đánh hay không? Hình đường chủ nói. Đúng vậy, người khảo hạch kia, nắm giữ đại tinh la chỉ lực cực kỳ cao thâm, ta ở đồng cấp bậc, sử dụng võ kỹ giống nhau, là không thể nào chiến thắng. Nên tò mò, lặng lẽ gia tăng lực lượng. Ai ngờ ra hỏa này thấy ta cải biến tu vi, đột nhiên xông lại, chỉ một chiêu liền đả thương ta, sau đó. Ta cái gì cũng không nhớ rõ. Sắc mặt của phong điện chủ đỏ bừng. Thấy có người có thể tu luyện đại tinh la chỉ lực tới cảnh giới như thế, liền thích thú, muốn cùng đối phương đọ sức một phen, phát huy ra sức chiến đấu lớn nhất, kết quả. Còn không có mức thực lực của đối phương ra, người ta liền xông lại, trước đánh hắn ngất xỉu. Ngẫm lại cũng cảm thấy hổ thẹn. Ngươi nha! Nghe được giải thích, vẻ mặt của hình đường chủ tràn đầy bất đắc dĩ. Đường đường chiến sư đường điện chủ, bị một gia hỏa thánh vực nhất trọng đánh thành như vậy. Thật là bi thúc. Bất quá, vừa nghĩ tới ba người bọn họ ở trong tâm điện, cũng bị điên cuồng đập. Lập tức cân bằng lại. Đúng rồi, sao các người biết ta hôn mê? Người thanh niên kia là ai? Giống như không phải người của chiến sư đường chúng ta. Thấy đường chủ cùng hai vị điện chủ tự mình tới. Phong điện chủ có chút tò mò. Người chiến sư đường, mặc dù không nói nhận thức toàn bộ, nhưng cũng có thể nhận ra 7-8 phần, thanh niên này rất xa lạ, hẳn không phải trong nội đường. Hắn là Khải Linh sư được đường chủ mời đến hỗ trợ củng cố nguyên thần. Liêu điện chủ giải thích. Khải Linh sư. Phong điện chủ ngây người. Khải Linh sư lĩnh ngộ võ kỹ cao thâm như vậy, đồng cấp bậc ta không phải đối thủ. Hắn là chiến sư đường võ kỹ điện chủ, một thân tu vi. Toàn bộ Thanh Nguyên đế quốc cũng nằm ở top đầu. Thực lực như thế, coi như đè thấp tu vi, cũng sẽ không quá yếu. Đối phương chỉ là Khải Linh sư, không chỉ đồng cấp nghiền ép hắn, tăng lên tu vi, cũng không thể ngăn trở, bị đánh bất tỉnh. Là thật, vị tôn sư này, không chỉ Khải Linh sư, còn là một vị danh sư, tình huống là như thế này. Thấy vẻ mặt hắn không hiểu, hình đường chủ đành phải giới thiệu kỹ càng một lần. Cái này... Thân thể phong điện chủ cứng ngắc, không thể tin được. Học đại tinh la chỉ lực mười mấy hơi thở, còn mạnh hơn ta nghiên cứu mấy trăm năm. Thiên tài chính thức, là không thể dùng tư duy của chúng ta tới cân nhắc, đi, ta mang ngươi nhận thức tôn sư một chút, các ngươi cũng coi như không đánh nhau thì không quen biết. Thấy hắn sắp bị đả kích mất đi lòng tin, hình đường chủ vội nói. Ân, khôi phục thoáng cái, lúc này phong điện chủ mới gật đầu, mấy người đi ra thông đạo, vừa rời phòng. Liền chứng kiến rất nhiều chiến sư của võ kỹ điện đồng loạt quỳ gối trên mặt đất, từng cái nhìn về phía thanh niên cách đó không xa, tràn đầy thành kính cùng hưng phấn. Cảm tạ lão sư giải thích nghi hoặc giúp chúng ta. Chương 2115, Thánh vực nhị trọng thiên đạo công pháp 1. Cái này, nhìn các thiên tài ưu tú nhất trong điện của mình, từng cái quỳ gối trước thanh niên kia, phong điện chủ triệt để bối rối. Cái này, xảy ra chuyện gì? Chiến sư của chiến sư đường chúng ta. Không phải từng cái vô cùng cao ngạo, ai cũng không phục sao. Chỉ một lát ngắn ngủn, sao ngay cả lão sư cũng đã bái rồi. Tề lão, cái này, tình huống như thế nào? Hình đường chủ nhìn không được nữa, hai bước đi vào trước mặt tề lão. Vừa rồi tôn sư giảng giải một ít kỹ xảo vận dụng võ kỹ. Khiến người ta được ích lợi không nhỏ.
Sắc mặt của Tề lão chướng hồng, ngón tay không ngừng nhảy lên, dường như hắn cũng được lợi rất lớn, cố hết sức khắc chế xúc động bái sư. Một ít kỹ xảo vận dụng võ kỹ, có thể để cho bọn họ thành như vậy. Phong điện chủ không thể tin được. Võ kỹ điện bọn hắn, các loại kỹ xảo vận dụng võ kỹ, rậm rạp chằng chịt không biết bao nhiêu, nhưng mà ông nói ông có lý, bà nói bà có lý, chưa bao giờ làm được thống nhất, vị tôn sư này, chỉ nói một tí kỹ xảo, liền khiến cho mọi người bội phục như thế. Có chút khoa trương a. Vì ngươi không có nghe được nội dung hắn giảng giải. Được rồi, một lời khó nói hết, chờ lát nữa ngươi tìm chiến sư, cẩn thận hỏi thăm đi. Không chính tai nghe được giảng bài, là căn bản không thể giải thích huyền diệu trong đó, Tề lão cũng không để ý tới phong điện chủ còn đang mê hoặc, vội vàng tiến lên vài bước, đi vào trước mặt Trương Huyền, vẻ mặt cung kính. Đa tạ ân cứu mạng của tôn sư, chúng ta lại gặp mặt. Tuy vị tôn sư trước mắt này cải biến dung mạo, nhưng thanh âm không có ngụy trang, vừa nghe một câu liền xác nhận. Là ngươi a, tại sao ngươi lại ở chỗ này? Trương Huyền sửng sốt một chút. Vị quái tẩu ông này, thời điểm ở Tĩnh Viễn Thành bị kịch độc tra tấn, tùy thời có thể tử vong, mà bây giờ, sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, thực lực mạnh mẽ, nếu không tới nói, mình cũng không dám xác nhận. Tôn sư giúp ta giải độc, để cho thân thể ta hoàn hảo, gần đây có cảm ngộ, lại có đột phá. Lúc này mới tính toán trở về báo thù. Tề lão nói. Trương Huyền hiểu được. Lúc trước đối phương trúng độc, tất nhiên có người hạ thủ, hại thời gian dài như vậy, một khi giải thoát, làm sao có thể buông tha hung thủ. Tiện tay mà thôi, ta cũng đã nhận được ngươi dược liệu xem như thù lao, không coi vào đâu. Trương Huyền cười cười. Được rồi, không nhiều lời với ngươi, Ngụy Điện Chủ, vừa rồi ta đánh bại khôi lỗi, thông qua khảo hạch, hẳn là có thể đi tàng thư khố rồi a. Đương nhiên, khóe miệng co lại, Ngụy Điện Chủ vội vàng gật đầu. Thông qua khảo hạch, có thể đi vào tàng thư khố, cái này là quy định, không cần phải làm phiền Phong Điện Chủ nữa. Lại nói, người sau bị đánh thành cái bộ dáng kia, nếu để chiến sư khác biết rõ, mất mặt cũng có thể mất chết, tránh còn không kịp, làm sao dám tiến lên tìm phiền toái. Đi theo sau lưng Ngụy Điện Chủ, rất nhanh đi vào tàng thư khố. Thấy hắn đi rồi, đám người hình đường chủ vội vàng vây quanh tới. Tề lão, hắn, là Tôn Cường ngươi nói. Mục đích Tề lão tới đây, là xác nhận thoáng cái, xem vị trước mắt này có phải ân nhân của hắn lúc trước không. Ân, là ân nhân cứu mạng của ta, xem ra không phải Trương Huyền ngươi nói. Tề lão nhẹ gật đầu. Vị tôn sư này, hắn quen biết ở Tĩnh Viễn Thành, thuộc về Hồng Viễn Đế Quốc, hoàn toàn không cần phải ngụy trang thân phận, hẳn không phải là Trương Huyền Trương Viện Trưởng. Không phải là tốt rồi. Hình đường chủ nhẹ nhàng thở ra, như chút được gánh nặng. Làm sao vậy, Trương Viện Trưởng cùng các ngươi có mâu thuẫn. Tại Hồng Viễn Đế Quốc, thanh danh của hắn rất lớn, chưa từng nghe qua việc xấu gì, làm sao sẽ đắc tội chiến sư đường. Thấy bộ dáng của hắn, Tề lão kỳ quái. Cái tên Trương Huyền này, ở Hồng Viễn Đế Quốc là như sấm bên tai, danh khí còn lớn hơn Hoàng đế Ngọc Thần Thanh, là thần tượng sùng bái của rất nhiều người trẻ tuổi. Thân là danh sư học viện viện trưởng, từng có rất nhiều truyền kỳ, chưa từng nghe qua có việc xấu gì, sao lại khiến hình đường chủ kiêng kỵ như vậy? Chúng ta không có mâu thuẫn. Lúc này mới phát hiện mình có chút thất thố, hình đường chủ vội khoát khoát tay. Đường chủ, nếu như không phải Trương Huyền, vị tôn sư này thiên phú cao như thế, lý giải võ kỹ mạnh như vậy. Nếu có thể để hắn xuất thủ đại biểu chiến sư đường chúng ta, cùng Huyền Huyền hội trao đổi. Liêu Điện Chủ nói. Cái này, hình đường chủ chớp mắt. Đúng vậy a, Huyền Huyền hội khí thế hung hăng, coi như là hiện tại hắn đột phá, hơn nữa tu luyện bí pháp tâm cảnh, muốn ở phương diện võ kỹ khiến người bội phục, cũng rất khó. Nhưng tôn sư không giống. Ở võ kỹ có thể sử dụng tuyệt chiêu vừa học, một chỉ đánh bại Phong Điện Chủ, tâm cảnh có thể khiến tổ sư khai phái cam tâm tình nguyện giao ra lưu ly luyện tâm kinh, chân khí hùng hậu. Một trường bổ ra 10 cái bia đá, thực chiến có thể ở dưới 3 người bọn họ vây công thuận lợi chạy ra. Vô luận từ điểm nào đến xem, vị tôn sư này, đều là cường giả trong cường giả, đồng cấp bậc tuyệt đối vô địch. Nếu có thể để hắn đại biểu chiến sư đường ra mặt, lại cùng Huyền Huyền hội trao đổi, chiến sư đường tất nhiên danh khí tăng nhiều, sẽ không còn bị động như thế. Biện pháp này rất hay. Trầm tư một lát, hình đường chủ nói. Bất quá. Hắn dù sao không phải người của chiến sư đường chúng ta, để hắn ra mặt, một khi tin tức truyền đi, có thể khiến danh dự của chúng ta tổn thương hay không? Không có tổn thương gì cả,
hắn đại biểu chiến sư đường chúng ta, cùng Trương Huyền tỉ thí một trận, thắng, đám người Huyền Huyền hội gia nhập chiến sư đường của Thanh Nguyên đế quốc chúng ta. Một khi thành công, chiến sư đường chúng ta tất nhiên càng ngày càng mạnh, đều là người một đường, chẳng những không tổn thương danh dự, còn sẽ càng ngày càng mạnh. Liêu Điện Chủ nói. Cũng đúng. Chương 2116, Thánh vực nhị trọng thiên đạo công pháp 2. Hình đường chủ gật đầu. Đúng là như thế. Nếu có thể để người Huyền Huyền hội, toàn bộ gia nhập chiến sư đường, phân bộ Thanh Nguyên đế quốc của bọn hắn sẽ càng ngày càng mạnh, xưng bá liên minh cũng không phải việc khó. Coi như người khác nói, cũng chỉ là vấn đề nội bộ, sẽ không ảnh hưởng đại cục. Nhưng nếu thua thì sao? Hình đường chủ vẫn có chút không yên lòng. Tuy vị tôn sư này rất cường đại, thế nhưng nghe nói Trương Huyền Trương viện trưởng cũng không phải đèn đã cạn dầu. Dù sao, tự tay bồi dưỡng được nhân tài nghịch thiên có thể trùng kích chiến tử như Trịnh Dương. Càng làm cho Huyền Huyền hội trong thời gian ngắn trở nên mạnh như vậy. Muốn nói thực lực yếu, coi như là hắn cũng không tin. Thua, chỉ có thể nhận tài. Cùng lắm thì chiến sư đường chúng ta, toàn bộ gia nhập Huyền Huyền hội. Liêu Điện Chủ nói. Cái này. Khóe miệng của hình đường chủ co lại. Hiện tại không có biện pháp nào khác, nếu như để người chiến sư đường biết rõ đám người Chu đường chủ, Lục đường chủ, đã chạy tới trao đổi, gia nhập trong đó. Nhất định sẽ gây nên bạo động, đến lúc đó, sẽ chỉ có càng nhiều chiến sư trở thành thành viên của Huyền Huyền hội. Liêu Điện Chủ cười khổ. Làm như vậy, cũng là bất đắc dĩ. Tuy thực lực của người Huyền Huyền hội không cao, nhưng lý giải với võ kỹ, chiến đấu, là thật không thể tưởng tượng, nghe rợn cả người. Thật có thể gia nhập trong đó, tới trao đổi học tập, tất nhiên sẽ để cho chiến sư đường có bay vọt về chất. Hiện tại chỉ là vấn đề người nắm giữ quyền chủ động, đừng cho chiến sư đường tổn hại mặt mũi, trở thành trò cười. Cũng được, cứ làm như thế, một lát nữa tôn sư đi ra, ta thương nghị với hắn. Suy tư nửa ngày, hình đường chủ thở dài. Bị một thế lực nhỏ từ đế quốc nhất đẳng tới, bức thành bộ dáng hiện tại, ngẫm lại cũng cảm thấy có chút bi thúc. Thế nhưng mà, với hắn mà nói đã không có biện pháp. Sở dĩ danh sư nguyện ý làm chiến sư, chính là vì truy cầu sức chiến đấu càng mạnh hơn nữa, thực lực càng mạnh hơn nữa, đám người Huyền Huyền hội có được kỹ xảo chiến đấu tinh anh hơn, đừng nói mấy vị điện chủ kia, coi như là hắn cũng có chút động tâm. Nếu không phải cố kỵ tôn nghiêm của chiến sư đường, khẳng định đã sớm đi tới học tập. Đây là tàng thư khố của võ kỹ điện, thật nhiều võ kỹ. Không biết ý nghĩ của đám người hình đường chủ. Trương Huyền đi vào tàng thư khố, nhìn lướt qua, mắt sáng rực lên. Không hổ là võ kỹ điện của chiến sư đường, các loại võ kỹ rậm rạp chằng chịt, không biết bao nhiêu. 200 võ kỹ khảo hạch, cơ bản đều đạt tới thánh phẩm, nhưng dưới thánh phẩm càng nhiều, cộng lại chừng hơn vạn. Đã có những võ kỹ này, có lẽ đại bi thiên ma trưởng có thể hội tụ thành thiên đạo công pháp. Hai mắt tỏa ánh sáng. Hiện tại hắn thiếu khuyết chính là võ kỹ bí tịch thượng đẳng, đã có nhiều như vậy. Tuyệt đối có thể để hắn lý giải võ kỹ tăng lên lần nữa, đạt tới cảnh giới cao hơn. Thiếu sót, mỉm cười, không cần suy nghĩ nhiều, ánh mắt rơi vào từng dãy giá sách trước mắt. Rầm rầm, thời gian nháy con mắt, phía trên vô số thư tịch đi vào thức hải. 10 phút sau, hết thảy võ kỹ đều bị thu vào. Quả nhiên có không ít công pháp thánh vực nhất trọng, nhị trọng. Xem hết võ kỹ, ánh mắt rơi đến mấy giá sách cuối cùng. Phía trên quả nhiên bày đủ loại pháp quyết tu luyện chân khí, thư tịch thánh vực nhất trọng, nhị trọng chừng mấy trăm bản. Tam trọng, tứ trọng cũng có, bất quá số lượng ít, tổng cộng chỉ 4-5 bản mà thôi. Ánh mắt đảo qua, ghi chép toàn bộ. Chính xác. Thấp giọng hô một tiếng, thời gian nháy con mắt, trước mắt xuất hiện 3 quyển thư tịch, thánh vực nhị trọng, tam trọng, tứ trọng. Vội vàng mở ra. Thánh vực nhị trọng quả nhiên không còn thiếu sót. Ánh mắt sáng lên. Nhẹ nhàng thở ra. 3 quyển thư tịch này, thánh vực nhị trọng đã hoàn mỹ vô khuyết, tam trọng, tứ trọng vẫn có thiếu sót, không có biện pháp tu luyện bình thường. Dù vậy cũng vô cùng thỏa mãn. Ở nơi này đi. Thấy tàng thư khố không ai, cực kỳ yên tĩnh, Trương Huyền chẳng muốn đi ra ngoài tìm địa phương, tìm nơi hẻo lánh, thân thể nhoáng một cái, chui vào thiên nghĩ phong xào. Hắn tích lũy hùng hậu, một khi đột phá, tất nhiên gây ra động tĩnh thật lớn. Nếu bởi vậy làm hư tàng thư khố của đối phương liền ngượng ngùng. Vẫn là ở trong tổ ong tu luyện an toàn một ít. Đi vào tổ ong, chuẩn bị tốt hết thảy, bố trí ra một tụ linh trận cấp 7, lúc này Trương Huyền mới ném ra mấy nghìn viên linh thạch thượng phẩm, khoanh chân ngồi xuống.
Linh thạch thượng phẩm đối với hắn hiện tại mà nói, hiệu quả đã giảm bớt, nhất định phải dựa vào tụ linh trận mới có thể sinh ra hiệu quả càng lớn, nếu không coi như hấp thu, cũng không có biện pháp đột phá. Chuẩn bị thỏa đáng, Trương Huyền cẩn thận nhớ lại thiên đạo công pháp cấp bậc thánh vực nhị trọng một lần, lỗ chân lông toàn thân mở rộng ra, cắn nuốt linh khí chung quanh, chân khí trong cơ thể chậm rãi vận chuyển. Thánh vực nhị trọng, thần thức cảnh, khiến người ta nhìn càng thêm rộng rãi, càng cẩn thận, tuy lực lượng không có gia tăng quá lớn, nhưng quan sát tỉ mỉ, sức chiến đấu cũng có thể gia tăng không ít. Thần thức, mở ra thai nhãn mới có thể sinh ra. Bắt đầu đi. Nhắm mắt lại, tinh thần của Trương Huyền chậm rãi đi vào đan điền, rơi vào trên nguyên thai ở trung tâm. Chương 2117, đánh hắn răng rơi đầy đất. 1. Thần tình ngưng trọng, Trương Huyền dựa theo thiên đạo công pháp thánh vực nhị trọng, vận chuyển chân khí. Nguyên thai phát ra tia sáng chói mắt, xoay tròn, vô số linh khí từ bốn phía tràn vào, bị không ngừng thôn phệ, thời gian nháy mắt tạo thành một vòng xoáy linh khí thật lớn ở trên đầu, giống như vòi rồng, phát ra nổ vang kịch liệt. Biết rõ mở ra thai nhãn rất phức tạp, Trương Huyền không dám xem thường, lông mi dựng thẳng lên, tinh thần vận chuyển cao độ, cẩn thận khống chế chân khí trong cơ thể vận chuyển, sợ xuất hiện một tia sai lầm. Oanh long long, linh khí hội tụ quá nhanh, toàn bộ thiên nghĩ phong xào xuất hiện lắc lư kịch liệt, thập đại vương giả của Vân Vũ lĩnh kinh ngạc nhìn qua, tràn đầy không thể tin được. Chúng nó cũng đạt đến thần thức cảnh, mở ra thai nhãn cũng không phải việc khó gì, nhưng vị trước mắt này, vì sao gây ra động tĩnh lớn như vậy? Cho chúng nó một loại uy áp trầm trọng. Linh khí hội tụ, ở dưới thiên đạo công pháp vận chuyển, hình thành chân khí vô cùng tinh thuần, lao về phía nguyên thai. Xì 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 xì. Ở dưới chân khí cọ rửa, nguyên thai cực lớn giống như đóa hoa muốn nở rộ, chậm rãi giãn ra, một đồ vật như ánh mắt xuất hiện, tựa như tùy thời sẽ mở ra. Biết rõ đến thời kỳ mấu chốt, Trương Huyền nhíu mày, huyệt đạo toàn thân cũng đồng thời mở ra, rất nhanh cắn nuốt linh khí ở trên không trung, hội tụ cùng một chỗ, tạo thành một dòng nước lũ. Mở. Một tiếng thấp giọng hô, chân khí tinh thuần lập tức vò tới nguyên thai. Công pháp thánh vực đệ nhị trọng, là dùng chân khí tinh thuần mở nguyên thai thai nhãn, chỉ cần vị trí chính xác, thai nhãn hoàn toàn có thể nhẹ nhõm mở ra, thành công trùng kích nhị trọng. Dầm ào ào. Nước lũ đi vào trước mặt nguyên thai, hung hăng va chạm, nguyên thai cực lớn tản mát ra tia sáng chói mắt, quay tròn một vòng, một lát sau dừng lại, thai nhãn vốn muốn mở ra, lần nữa khôi phục như lúc ban đầu, không có chút biến hóa nào. Làm sao lại không được? Trương Huyền nhíu mày. Hắn nghiêm khắc dựa theo nội dung thiên đạo công pháp miêu tả tiến hành tu luyện, dựa theo tình huống bình thường, hẳn là thuận lợi mở ra, sinh ra thần thức, làm sao một chút động tĩnh cũng không có. Chẳng lẽ thiên đạo công pháp cũng có thể sai lầm? Không nên a. Thử lại một lần. Xem lại công pháp một lần, xác nhận không có thiếu sót, cẩn thận nghiên cứu từng câu, không có chút sai lầm, Trương Huyền bắt đầu lần nữa. Ầm ầm. Linh khí hội tụ, lao nhanh ở trong người, không biết qua bao lâu, mãnh liệt nhấc lên, tiếp tục oanh kích đến. Vù vù. Bị lực lượng khổng lồ khu động, nguyên thai xoay chuyển, bất quá. Giống như vừa rồi, không có động tĩnh. Cái này, Trương Huyền có chút choáng váng. Từ bắt đầu tu luyện tới hiện tại, một mực thuận buồm xuôi gió, chưa bao giờ xuất hiện qua hiện tượng không cách nào trùng kích thành công, như thế nào hiện tại liên tục hai lần cũng không có thành công. Không nên a. Công pháp không có thiếu sót, linh khí cũng đủ. Lại đến một lần. Nhướng mày, tiếp tục trùng kích. Không biết qua bao lâu, Trương Huyền ngừng lại, miệng lớn thở hổn hển, vẻ mặt cười khổ. Ta hiểu được. Công pháp không có sai lầm, tu luyện cũng không có phạm sai lầm. Chỉ là nguyên thai của ta quá mạnh mẽ, linh thạch thượng phẩm sinh ra linh khí, độ tinh thuần chưa đủ, căn bản không thể trùng kích. Liên tục mấy lần, hắn cũng coi như hiểu được. Cũng không phải hắn tu luyện có vấn đề, mà là nguyên thai quá mạnh mẽ. Phong thánh giải ngưng tụ ra nguyên thai, lại trải qua phong thánh kiếp rèn luyện, thánh khí bao phủ. Nguyên thai của hắn cứng rắn có thể so với thánh khí trung phẩm. Linh thạch thượng phẩm sinh ra linh khí cũng coi như tinh thuần, nhưng muốn xé mở, hình thành thai nhãn, là không thể nào làm được. Nhất định phải tìm kiếm linh khí càng tinh thuần. Xoa xoa mi tâm, Trương Huyền đứng dậy, để trận pháp chung quanh đình chỉ vận chuyển. Loại chuyện này lúc trước liền gặp qua, kèm theo đẳng cấp tu luyện càng ngày càng cao, yêu cầu linh khí cũng càng ngày càng cao, lúc trước hạ phẩm linh thạch đủ, về sau nhất định phải trung phẩm, đến bây giờ, thượng phẩm cũng không thể dùng. Đây không phải vấn đề số lượng,
mà là vấn đề chất lượng. Chất không đạt được, số lượng nhiều hơn nữa cũng vô dụng. Thật giống như hạt cát nhiều hơn nữa, cũng không cách nào thay thế nham thạch. Lúc trước tu luyện, đã cảm thấy tác dụng của linh thạch thượng phẩm đối với hắn càng ngày càng nhỏ, mỗi lần thăng cấp đều cần tiêu hao thật lớn, vốn tưởng rằng còn có thể kiên trì mấy cấp. Hiện tại xem ra, kiên trì không tới. Chiến sư Đường luôn giàu có lẽ sẽ có thứ cao hơn linh thạch, mua sắm một ít. Hắn không có biện pháp, bất quá, chiến sư Đường hẳn là có. Đây chính là danh sư Đường tiêu phí giá lớn đào tạo ra quân đoàn chiến đấu siêu cấp, các loại vật tư chưa bao giờ thiếu. Nguyên nhân chính là như thế, mới yên tâm đưa Trịnh Dương qua, tranh đoạt danh ngạch chiến tử gì đó. Một khi thành công, ở dưới vật tư sung túc cùng truyền thừa hoàn chỉnh trợ giúp, tốc độ tiến bộ tất nhiên mau hơn không ít. Mấu chốt nhất là, có thể rèn luyện tâm cảnh tốt hơn. Chỉ cần có thể tìm được cấp bậc cao hơn linh thạch, hẳn là có thể nhẹ nhõm đột phá cảnh giới bây giờ, đạt tới thần thức cảnh. Đi hỏi Hình Đường chủ một chút. Loại linh thạch này khẳng định cực kỳ quý giá, đương nhiên, hắn cũng sẽ không lấy không, nếu như có thể mua, sẽ trả đủ tiền. Rời Thiên Nghĩ Phong Sào, vừa trở lại đại sảnh võ kỹ điện, liền chứng kiến Hình Đường chủ tiến lên đón. Ánh mắt sáng lên nói. Đường chủ, người tới thật đúng lúc, ta vừa vặn có việc muốn phiền toái ngươi một chút. Ách, tôn sư nói chi vậy, có việc phân phó là được, chỉ cần Hình mỗ có thể làm, tuyệt không từ chối. Còn nghĩ làm sao mở miệng, không nghĩ tới đối phương cần hắn hỗ trợ trước, Hình Đường chủ vội vàng cười nói. Chương 2118, đánh hắn răng rơi đầy đất. 2. Không nói sửa chữa lưu ly luyện tâm quyết, còn đưa tặng chiến sư Đường, chỉ nói giúp hắn trị liệu thương thế, đã đủ để cho hắn làm một chuyện. Là như thế này, ta cần linh thạch tinh thuần hơn thượng phẩm, không biết chiến sư Đường chúng ta có không, ta nguyện ý dùng tiền mua sắm. Không có hàn huyên, Trương Huyền trực tiếp nói rõ ý của mình. Cái này, Hình Đường chủ sửng sốt một chút nói. Muốn tinh thuần hơn linh thạch thượng phẩm, chỉ có linh thạch tuyệt phẩm, bất quá thứ này là cường giả xuất khiếu cảnh trở lên mới có thể sử dụng. Toàn bộ Thanh Nguyên đế quốc, chỉ sợ tìm không ra một viên. Chỉ có thể đi quốc gia cấp bậc cao hơn. Chiến sư Đường chúng ta cũng không có. Trương Huyền nhíu mày. Linh thạch tuyệt phẩm, chiến sư Đường không có. Hình Đường chủ lắc đầu, như nhớ tới cái gì nói. Đúng rồi, chúng ta có một ít tinh nguyên thượng phẩm, so với linh thạch thượng phẩm bình thường thì tinh thuần hơn không ít. Tinh nguyên thượng phẩm. Trương Huyền kỳ quái. Cái tên này, chưa từng nghe qua. Ân, chúng ta sử dụng linh thạch thượng phẩm, chỉ là linh mạch bình thường sản xuất ra, mà tinh nguyên thượng phẩm, là linh mạch có thể sản xuất linh thạch tuyệt phẩm sinh ra, trong đó độ tinh thuần của linh khí kém xa tuyệt phẩm, lại hơn thượng phẩm bình thường rất nhiều, vì vậy được gọi là tinh nguyên thượng phẩm. Hình Đường chủ nói. Trương Huyền gật đầu. Linh mạch cũng có lớn nhỏ, có phân chia mạnh yếu, một ít linh mạch yếu, chỉ có thể sinh ra linh thạch hạ phẩm, giá trị không cao. Lợi hại nhất, nơi trọng yếu có thể sinh ra linh thạch tuyệt phẩm, cho dù là biên giới, cũng có thể sinh ra linh thạch thượng phẩm, hơn nữa ở trên phẩm chất vượt qua bình thường. Không biết, chiến sư Đường có bao nhiêu, ta có thể mua sắm một ít không? Hiểu được rõ ràng, Trương Huyền vội nói. Linh thạch bình thường, với hắn mà nói đã không còn tác dụng, có lẽ loại tinh nguyên thượng phẩm này có thể trợ giúp, thuận lợi đột phá thánh vực nhị trọng. Tinh nguyên thượng phẩm, số lượng không nhiều lắm, coi như là chiến sư Đường chúng ta cũng không có bao nhiêu, cộng lại chỉ có 10 viên. Nếu như trương sư thật cần, có thể lấy 5 viên cho ngươi. Hình Đường chủ nói. Không cần, giá cả như thế nào, ta mua sắm là được. Trương Huyền nói. Hiện tại hắn không giống lấy trước một nghèo hai trắng, không cần phải chiếm chút tiện nghi này. Định giá thì không cần, chúng ta cũng vừa vặn muốn nhờ tôn sư hỗ trợ, nếu như có thể đáp ứng, 5 viên hoàn toàn có thể trực tiếp đưa ngươi. Dừng lại một chút, Hình Đường chủ nói. Không biết chuyện gì. Trương Huyền kỳ quái. Nơi này là chiến sư Đường, Hình Đường chủ càng đạt đến xuất khiếu cảnh. Người mạnh như thế muốn mình hỗ trợ, đến cùng là chuyện gì? Chính là đại phiền toái lần trước ta nói kia. Hình Đường chủ cười khổ. À, Trương Huyền nhìn qua. Lại nói tiếp cũng hổ thẹn, kỳ thật cái phiền toái này, là một vị tu luyện giả mang đến, tuy thực lực của hắn không cao, nhưng sức chiến đấu rất mạnh, chiến sư Đường chúng ta, đồng cấp bậc. Chỉ sợ không người có thể thắng được. Hình Đường chủ trà sát bàn tay nói. Đệ tử của trương sư này, hắn ở đồng cấp bậc cũng không thắng được, lão sư tất nhiên cường đại hơn.
nếu như mang đến phiền toái cho các ngươi, thực lực lại không cao. Tìm người lặng lẽ đập một trận, đánh đến không ai nhận ra không được sao. Chiến sư đường cũng không phải danh sư đường, không cần phải tuân thủ quy tắc như vậy a. Trương Huyền cười cười. Chiến sư đường là quân đội, muốn là chiến thắng, không cần phải giống như danh sư đường, tuân thủ quy tắc. Không có thực lực còn dám tìm phiền toái, đổi lại hắn là đường chủ, trước đánh một trận tơi bời, còn không nghe lời, Hạ Độc Câm lại nói. Cần sầu muộn như vậy sao? Khục khục, bị nước miếng sặc một cái, hình đường chủ tràn đầy lúng túng. Vị tu luyện giả này là danh sư. Danh sư, Trương Huyền nâng cằm. Danh sư hoàn toàn chính xác không tiện hạ độc thủ, bất quá cũng đơn giản, danh sư có rất nhiều quy củ, các ngươi có thể khiêu chiến lĩnh vực hắn không am hiểu, dồn ép hắn biết khó mà lui. Không thì đi tìm danh sư đường đến điều giải, dám không nghe mà nói, trực tiếp bắt đi, thả vào địa quật. Là danh sư mà nói, không tiện làm quá phận, nhưng muốn giày vò đối phương, cũng có rất nhiều thủ đoạn. Thực lực không cao, đoán chừng cũng chỉ là danh sư thất tinh hạ phẩm, loại cấp bậc này, sức chiến đấu mạnh mẽ lại có thể thế nào? Ở danh sư đường địa vị không cao, tùy tiện tìm danh sư lợi hại, tuyệt đối có thể nhẹ nhõm đuổi đi. Không đến mức xoắn suýt như vậy à? Nếu như thế liền đơn giản. Hình đường chủ lắc đầu. Đối phương quang minh chính đại, chúng ta cũng không tiện làm được quá phận, vì vậy muốn tôn sư thay chúng ta xuất chiến, tu vi của hắn cùng ngươi không sai biệt nhiều. Lấy thủ đoạn của tôn sư, tất nhiên có thể nhẹ nhõm chiến thắng. Thay các ngươi xuất chiến, cái này đơn giản. Nhẹ nhàng cười cười, Trương Huyền tự tin nói. Đồng cấp bậc chiến đấu, ta còn không có thua qua. Yên tâm, ta nhất định đánh tên kia răng rơi đầy đất, hối hận làm người. Chương 2119, Thần Thức Cảnh. 1. Thực lực của hắn bây giờ, dù ở Thanh Nguyên đế quốc không coi vào đâu, nhưng ở đồng cấp, lại có tự tin tuyệt đối. Mặc kệ đối phương là ai, ngoại trừ phân thân, chỉ cần tu vi không cao hơn quá nhiều, tuyệt đối có thể đánh kêu cha gọi mẹ, không dám đến tìm phiền toái. Ngay cả chiến sư đường cũng dám tới gây chuyện, lá gan thật lớn. Có Trương Huyền ta ở đây, quản ngươi là đầu trâu mặt ngựa, hết thảy không chịu nổi một kích. Có tôn sư hứa hẹn, ta an tâm. Nghe hắn nói như vậy, hình đường chủ nhẹ nhàng thở ra, trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Vị trước mắt này. Bằng vào thánh vực nhất trọng đỉnh phong, có thể tránh né ba người bọn họ tiến công, sức chiến đấu mạnh không thể nghi ngờ, vị trương sư kia, coi như mạnh hơn nữa, muốn thắng được chỉ sợ cũng không dễ dàng. Bất quá, tôn sư ngươi vẫn phải cẩn thận, ta đã nói với ngươi vị này đại phiền toái, đồng cấp cũng là tồn tại vô địch, tuy không có thấy tận mắt qua thực lực của hắn, nhưng nghe qua không ít tin đồn, so với ngươi chỉ sợ không yếu chút nào. Chần chừ một chút, hình đường chủ lần nữa bàn giao. Mặc dù có tự tin tuyệt đối với vị trước mắt này, nhưng đối phương cũng không phải đèn đã cạn dầu, vẫn phải cẩn thận một ít cho thỏa đáng. Không yếu hơn ta. Trương Huyền gật đầu. Lấy lực chiến đấu của hắn, dù đồng cấp có thể thắng được không nhiều lắm, thế nhưng không có nghĩa là không có. Thật giống như phân thân. Vô luận đồng cấp như thế nào, cũng bị nhẹ nhõm nghiền ép, ngẫm lại cũng cảm thấy bực bội. Nếu như có thể để hình đường chủ thận trọng như thế. Nói rõ thực lực của người nọ khẳng định không đơn giản, thật có thể giống như mình, cũng coi như tìm được đối thủ. Đúng vậy, chúng ta chưa thấy qua bản thân hắn, nhưng sức chiến đấu của đệ tử hắn liền khủng bố đến cực điểm, ta đồng cấp cũng không phải đối thủ. Vì vậy, tôn sư ngàn vạn lần không nên khinh địch. Đệ tử của đối phương, người cũng không thể chiến thắng. Trương Huyền hoảng sợ, trong lòng sinh ra bội phục. Còn tưởng rằng trên đời này, chỉ có hắn dạy dỗ đệ tử lợi hại như vậy. Không nghĩ tới sơn ngoại hữu sơn. Ngươi vừa nói như vậy, ta đối với cái đại phiền toái này càng có hứng thú. Hai mắt hắn tỏa ánh sáng. Có thể cùng loại danh sư siêu cấp này quyết đấu một lần, đối với ý niệm của hắn tất nhiên cũng có tăng lên rất lớn. Như vậy đi tôn sư, chúng ta cùng đối phương ước hẹn, qua mấy ngày mới tiến hành quyết đấu. Thừa dịp trong khoảng thời gian này, ngươi ở chiến sư thập điện tự do tu luyện, thuận tiện cường hóa thực lực của mình. Thực không dám giấu giếm, quyền pháp điện, trưởng pháp điện, thân pháp điện. Chúng ta đều có được truyền thừa hoàn chỉnh, đối với thăng cấp thực lực có trợ giúp thật lớn. Hình đường chủ nói tiếp. Thực lực vị này đã rất mạnh, hắn tu luyện đại tinh la chỉ lực nhanh như vậy, tu luyện những thứ khác hẳn sẽ không quá chậm. Ngắn ngủn vài ngày, coi như không cách nào tiến bộ quá lớn, khẳng định cũng có điều trợ giúp, để phần thắng càng lớn một ít. Được. Ánh mắt của Trương Huyền sáng lên. Trưởng pháp.
quyền pháp, thân pháp của hắn vừa vặn thiếu khuyết võ kỹ cấp bậc cao hơn bổ sung, nếu như có thể học tập, tự nhiên không thể lãng phí cơ hội. Cái này là lệnh bài đại biểu thân phận của ta, chỉ cần cầm lấy, có thể tùy tiện đi thông đạo khảo hạch của chiến sư thập điện, tàng thư khố cũng có thể tùy tiện nhìn. Thấy vị trước mắt này có thực lực như thế cũng không bành trướng, Hình Đường chủ nhẹ nhàng thở ra, đưa tới một lệnh bài. Trương Huyền tiện tay tiếp nhận. Sau đó cổ tay khẽ đảo, lấy ra một cái hộp ngọc dài nhỏ. Cái này là 5 viên tinh nguyên thượng phẩm, cũng trước cho tôn sư, hy vọng có thể ở trong thời gian ngắn thực lực tiến thêm một bước, như vậy chúng ta nắm chắc cũng lớn hơn một ít. Đa tạ. Không nghĩ tới mình chỉ đáp ứng, còn chưa có đi đối phó đại phiền toái kia, đối phương liền cho linh thạch, Trương Huyền cực kỳ cảm kích. Đối phương tín nhiệm như thế, như vậy mình nhất định phải trợ giúp đối phương, triệt để giải quyết phiền toái, kém cỏi nhất cũng phải đánh tên kia đến sinh hoạt không thể tự gánh vác. Cho hắn biết, chiến sư đường không phải là dễ khi dễ. Yên tĩnh ngồi ở trong tĩnh thất, Trương Huyền điều chỉnh tốt trạng thái, lúc này mới lấy hộp ngọc ra. Sau khi đáp ứng Hình Đường chủ, hắn liền nhờ đối phương dàn xếp một tĩnh thất. Tinh nguyên thượng phẩm tới tay, nên chuẩn bị đột phá. Ngón tay nhẹ nhàng vẽ một cái, mở ra phong ấn trên hộp ngọc, một đạo linh khí tinh thuần phát ra. Trong hộp ngọc song song để 5 khối linh thạch, từng cái óng ánh sáng long lanh, tựa như thủy tinh, linh khí tinh thuần, ở phía trên hình thành một mảnh khí lưu dài hẹp tựa như con rắn, xuyên thẳng qua lại, tựa như tùy thời có thể bay ra, bay lượn bầu trời. Linh khí quả nhiên tinh thuần hơn linh thạch thượng phẩm rất nhiều. Nhìn thoáng qua, mắt Trương Huyền sáng rực lên. Căn cứ quan sát của hắn, độ tinh thuần của tinh nguyên thượng phẩm khoảng gấp 2 linh thạch bình thường, hẳn là có thể nhẹ nhõm để mình đột phá thánh vực nhất trọng. Bắt đầu đi. Lấy ra một viên linh thạch, nắm trong lòng bàn tay, chậm rãi nhắm mắt lại. Ầm ầm. Linh khí tinh thuần dọc theo huyệt đạo tràn vào thân thể, biến thành thiên đạo chân khí, chậm rãi chảy xuôi. Lúc trước sử dụng linh thạch thượng phẩm bình thường, bởi vì độ tinh thuần của linh khí chưa đủ, 89 phần 10 đều lãng phí, mà sử dụng cái này, hầu như có thể hấp thu 100%, hiệu suất gia tăng thật lớn. Bởi vậy, coi như chỉ là một viên linh thạch, tác dụng với hắn cũng hơn mấy nghìn viên. Phần phật, thời gian nháy con mắt, linh khí đi vào nguyên thai, lúc trước đã có kinh nghiệm trùng kích mấy lần, cực kỳ không thạo, tinh thần khẽ động, lực lượng liền lao qua. Chương 2120, thần thức cảnh, 2. Xoẹt xoẹt tương đương, xoẹt xoẹt tương đương. Nguyên thai chắc chắn ở dưới khí lưu trùng kích từ từ mở ra, bất quá còn thiếu một tia, thật giống như linh khí chưa đủ, lập tức muốn dừng lại. Tiếp tục, biết rõ trùng kích cửa khẩu không thể có do dự, Trương Huyền không có ngừng, lần nữa cầm lấy một viên tinh nguyên thượng phẩm, toàn lực hấp thu lực lượng trong đó. Ầm ầm, không biết qua bao lâu, nguyên thai chắc chắn cuối cùng triệt để mở ra, một đồ vật tựa như ánh mắt phát ngang, chiếu rọi bát phương. Ngay sau đó Trương Huyền cảm thấy ý thức của mình kèm theo thai nhãn mở ra, thoáng cái nhảy lên, lan tràn ra bốn phía, thời gian nháy con mắt, tình cảnh bốn phía xuất hiện ở trước mắt, cực kỳ rõ ràng. Lúc trước, chỉ có mở ra minh lý chi nhãn mới có thể thấy đồ vật, hiện tại có thể nhẹ nhõm trông thấy, thư tịch nơi xa, coi như không cần mở ra, cũng có thể chứng kiến nội dung trong đó. Đây là thần thức, quả nhiên cường đại. Trương Huyền kích động đến sắc mặt đỏ lên. Trước kia, mượn nhờ năng lực phu hồn, linh hồn của hắn cũng có thể nhìn quét, bất quá chỉ là không rõ ràng, mà bây giờ, thật giống như đeo kính lúp, đồ vật lại nhỏ cũng có thể nhìn thấy tận mắt. Khó trách thần thức cảnh, chân khí, lực lượng không tăng trưởng, sức chiến đấu lại sẽ tăng cường. Thời điểm chiến đấu, thần thức tản ra, hết thảy chung quanh đều ở đáy mắt, bất luận chiêu số gì của đối phương, đều có thể nhìn thấy tận mắt, thực lực tự nhiên cũng sẽ tùy theo gia tăng. Nếu như lúc trước có được thần thức, bị đám người Hình Đường chủ vây công, sẽ không bị động như vậy. Phun ra một ngụm chọc khí. Lúc trước bị ba người Hình Đường chủ vây công, tuy hắn may mắn tránh thoát, nhưng cũng chật vật không chịu nổi, nguyên nhân chủ yếu là thiếu khuyết nắm chắc với cảnh vật chung quanh, mà bây giờ thần thức sinh ra, gặp lại loại tình huống đó, tuyệt đối có thể sớm ứng đối, không đến mức luống cuống tay chân. Tiếp tục. Thành công đột phá, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, Trương Huyền tiếp tục cầm lấy một viên tinh nguyên thượng phẩm, vận chuyển chân khí. Thần thức cảnh sơ kỳ. Thần thức cảnh trung kỳ. Thần thức cảnh hậu kỳ. Thần thức cảnh đỉnh phong. Sau nửa canh giờ, tu vi của hắn đến được thánh vực nhị trọng đỉnh phong, bất quá 5 viên tinh nguyên thượng phẩm cũng tiêu hao hầu như không còn, biến thành bột phấn màu trắng.
nhìn xem thần thức có thể lan tràn bao xa. Thở ra một hơi, ánh mắt Trương Huyền ngưng trọng. Căn cứ thư tịch ghi chép, tu luyện công pháp mạnh yếu, khoảng cách thần thức lan tràn cũng bất đồng, thần thức cảnh đỉnh phong bình thường, thần thức đại khái có thể lan tràn ra 400 mét. Công pháp cường đại, thì khoảng 500, 600 mét, hầu như không ai có thể vượt qua 1.000 mét. Hắn tu luyện phong thánh giải, lại tu luyện thiên đạo công pháp, muốn xem nhìn đến cùng có thể lan tràn bao xa. Vù vù, thần thức rời khỏi thân thể, lan tràn ra bên ngoài tĩnh thất. 400, 500. Trong lòng mặc niệm, thời gian nháy con mắt liền lan tràn đến hơn 500 mét. 1.000 mét, 2.000 mét. Vốn tưởng rằng 1.000 mét là cực hạn, không nghĩ tới sau đó tiếp tục lan tràn, cuối cùng ngừng lại ở vị trí 2.500 mét. 2.500 mét, gấp 6 lần tu luyện giả bình thường. Thu hồi thần thức, hai mắt Trương Huyền tỏa ánh sáng. Đã sớm biết thiên đạo công pháp rất mạnh, thần thức tất nhiên không kém, không nghĩ tới đã cường đại đến loại tình trạng này. Phạm vi thần thức như thế, cho dù có người muốn giết mình, cũng có thể đơn giản phát hiện, không đến mức giống như trước bất đắc dĩ như vậy. Thần thức vượt qua người bình thường gấp 6 lần, hơn nữa trình độ tinh tế càng hơn. Chuyện này không thể nói với người khác, nếu không phiền toái không ít. Thở ra một hơi. Chuyện này quá mức nghịch thiên, nói ra, đoán chừng rất nhiều người sẽ bị hù chết ngay tại chỗ. Vẫn phải điệu thấp một ít cho thỏa đáng. Chiến sư Đường không hổ là thế lực cường đại nhất Thanh Nguyên Thành. Vừa rồi mặc dù thần thức chỉ quét thoáng qua, lại phát hiện toàn bộ chiến sư Đường, bố trí vô số trận pháp cường đại, một khi xúc động, cường giả nguyên thần cảnh cũng sẽ bị gạt bỏ. May mắn sau khi mình đi vào chiến sư Đường, để đám người nhược hoan ước thúc người Huyền Huyền hội, không có sằng bậy, nếu không khẳng định phiền toái không nhỏ. Đột phá thần thức cảnh, hiện tại coi như gặp được cường giả nguyên thần cảnh, cũng có thể đánh một trận. Thần thức đột phá, dù lực lượng không có gia tăng, nhưng sức chiến đấu lại tăng lớn, lúc trước gặp được nguyên thần cảnh, trừ khi đánh lén hoặc cận thân, nếu không rất khó thắng được, mà bây giờ, coi như công bằng chiến đấu, đối phương muốn thắng hắn cũng không dễ dàng như vậy. Đương nhiên gặp được cường giả xuất khiếu cảnh như hình đường chủ, vẫn là trốn bao xa thì trốn. Tu luyện một cấp bậc, dùng 5 viên tinh nguyên thượng phẩm, tiếp tục tu luyện mà nói, khẳng định tiêu hao càng nhiều. Xem ra lại phải nghĩ biện pháp kiếm tiền rồi. Nhìn cặn bã linh thạch rơi là tả ở dưới đất, Trương Huyền xoa xoa mi tâm, có chút bất đắc dĩ. Chém giết Thanh Điền thập đại vương giả, vừa cảm thấy đã là phú ông, tài phú kinh người, không nghĩ tới vừa tu luyện, lại thành nghèo rất mồng tơi. Nhất định phải mau chóng nghĩ biện pháp, tìm kiếm càng nhiều tinh nguyên thượng phẩm, mới có thể tiến bộ tốt hơn. Qua mấy ngày lại nói, vì giúp đỡ hình đường chủ xử lý tốt đại phiền toái. Đi quyền pháp điện, trưởng pháp điện, thân pháp điện nhìn xem. Đối phương đối đãi hắn như thế, đương nhiên phải giúp đối phương giải quyết vấn đề, lại đi làm chuyện của mình. Rõ ràng điểm ấy, Trương Huyền ra tĩnh thất, đi tới quyền pháp điện. Chương 2121, 3 ngày sau 1. Rầm rầm, gian phòng yên tĩnh, tiếng nước trà chảy vào chén vang lên, tựa như thanh tuyền trong núi, thoải mái vạn vật. Hình đường chủ buông ấm trà, đưa chén trà tới. Trà ngon, khó trách bán mắc như vậy, hoàn toàn chính xác có địa phương đáng giá. Thưởng thức một ngụm, Tề lão nhẹ gật đầu. Vân vụ trà này, là hắn từ Hồng Viễn Đế quốc mua trở lại, lúc trước cảm thấy quá mắc, chính thức thưởng thức mới biết được, chẳng những không thua thiệt, ngược lại chiếm tiện nghi rồi. Hoàn toàn chính xác không tệ. Hình đường chủ cũng nhẹ gật đầu. Trải qua 3 ngày củng cố, tu vi của hắn cường hãn hơn, vô luận tâm cảnh hay nguyên thần, đều đã có tiến bộ thật lớn. Xem ra kiên trì một đoạn thời gian nữa, có thể trùng kích lôi kiếp. Tề lão, mấy ngày nay tu vi củng cố như thế nào? Nhìn về phía trước mắt lão giả, hình đường chủ hỏi. Trận pháp tu luyện của chiến sư Đường hoàn toàn chính xác lợi hại, ngắn ngủn 3 ngày, thực lực nửa bước xuất khiếu cảnh của ta đã được củng cố. Tề lão vuốt râu nói. Không thể không nói, phương tiện tu luyện của chiến sư Đường hoàn toàn chính xác cao minh, đổi lại địa phương khác, muốn triệt để củng cố cấp bậc này. Không có mấy tháng là rất khó làm được, mà ở nơi đây, 3 ngày liền hoàn thành. Tuy cách triệt để củng cố còn có khoảng cách nhất định, nhưng bản thân đã thích ứng loại lực lượng này, có thể bộc phát ra sức chiến đấu siêu cường rồi. Là Tề lão tích lũy hùng hậu, đổi lại những người khác, coi như trận pháp tốt cũng vô dụng. Hình đường chủ gật đầu. Tốc độ tu luyện, trận pháp chỉ là phụ trợ, quan trọng nhất là người. Tề lão trải qua sinh tử,
tâm cảnh đã đạt đến tình trạng cực cao, hắn thậm chí hoài nghi, đối phương có thể nhẹ nhõm thông qua tâm ma thông đạo. Hiện tại tôn sư thế nào? Không có tiếp tục ở đề tài này, Tề lão hỏi. Trong 3 ngày này, hắn vẫn muốn cảm tạ ân nhân, lại phát hiện đối phương tu luyện còn vất vả hơn hắn, đến bây giờ ngay cả bóng người cũng không gặp. Tôn sư không hổ là thiên tài tu luyện. Nghe đối phương hỏi, nhớ tới báo cáo 2 ngày nay, hình đường chủ nhịn không được cảm khái, ánh mắt tỏa ánh sáng. Thiên tài. Ân, hắn đi quyền pháp điện, nơi này có một tấm bia đá khảo thí lực quyền, chắc hẳn ngươi cũng đã được nghe nói. Hình đường chủ nói. Tề lão gật đầu. Đo lực thạch của quyền pháp điện, ở toàn bộ thủ đô Thanh Nguyên đế quốc không coi là bí mật, rất nhiều người muốn khảo thí lực quyền, đều sẽ tới đây mượn dùng. Là một pháp bảo thánh vực cấp, có thể chuẩn xác khảo thí ra lực lượng của một người. Đo lực thạch, kỷ lục của thánh vực nhị trọng là 8.000 năm trước, do vương sách chiến sư lưu lại, hắn trời sinh thần lực, về sau lại tu luyện khuynh hải công, cùng với bí pháp phòng ngự cao nhất, vô luận chân khí hay nhục thân, đều cường đại đến không thể tưởng tượng nổi, lực quyền càng là qua muôn ngàn thử thách, kết quả cũng chỉ 18 điểm. Mà tôn sư chỉ tu luyện 1 canh giờ, liền một hơi phá ghi chép, đạt đến 88 điểm. Vẻ mặt cười khổ, hình đường chủ cảm thấy như nhìn thấy quái vật. Người khác phá ghi chép, nhiều nhất qua 1-2 điểm, vị này phá kỷ lục luôn là vượt qua mấy lần. Cái này là dồn ép người khác không còn đường có thể đi. 88 điểm. Khóe miệng Tề lão co lại. Đúng vậy, chứng kiến điểm cao như thế, ta đi hỏi, có phải dùng hết toàn lực hay không? Hắn nói. Hình đường chủ lắc đầu. Hắn nói cái gì? Hắn nói, 88 điểm thật khó coi, cảm giác không thoải mái, gần đây có chút nghèo. Nên tâm tình không tốt, lần sau sẽ đỡ hơn một ít. Hình đường chủ nói. Tề lão. Ra quyền pháp điện, lại đi trưởng pháp điện. Nghẹn lấy nửa ngày, hình đường chủ tiếp tục nói. Trưởng pháp của chiến sư đường, tổng cộng chia làm 18 loại, hoặc âm hoặc nhu, hoặc yếu hoặc mạnh, lĩnh ngộ một loại trưởng lực, đối mặt một khôi lỗi, toàn bộ thông đạo có 18 khôi lỗi trấn thủ, muốn thông qua một cái cũng khó khăn. Sau khi hắn đi vào, trực tiếp mở ra hết thảy cấm chế, một trường một cái, 18 khôi lỗi bị quật ngược ở trên mặt đất. Tổng cộng hao tốn không đến 10 cái hô hấp. Một trường một cái. Tề lão trừng to mắt. Đúng vậy, mấu chốt là, hắn dùng trường lực, đều hoàn toàn đối ứng với khôi lỗi, không có chút sai lệch. Nói cách khác, trong 10 cái hô hấp ngắn ngủn, hắn cải biến 18 loại trường lực. Hình đường chủ nói. Cái này, làm sao có thể? Tề lão run rẩy. Bàn tay là bộ vị linh hoạt nhất trên thân thể người, bởi vậy trưởng pháp cũng là chiêu số rườm rà nhất trong chiến đấu, cương mãnh cùng âm nhu là 2 loại lực lượng bất đồng, cưỡng ép biến hóa mà nói, rất dễ dàng bị thương, đối phương một hơi biến hóa 18 loại, hơn nữa ở trong 10 cái hô hấp. Đến cùng làm sao làm được? Chẳng lẽ thân thể của hắn là làm bằng sắt, hoàn toàn không quan tâm lực lượng cắn trả? Đổi lại mình, kinh mạch khẳng định đã sớm xé rách, vỡ nát. Càng không có khả năng vẫn còn ở tiếp sau, phòng ngự điện, ngươi nên biết a. Hình đường chủ nhìn qua. Đương nhiên biết rõ, phòng ngự điện, thiên công đồng truy, có thể phân tích nhược điểm nhân thể, tiến hành rèn luyện, đánh 1296 huyệt vị trên nhân thể, trợ giúp tăng cường phòng ngự, một khi đại thành, đao kiếm không thương, thực lực kinh người. Tề lão gật đầu. Muốn nói chiến sư đường, binh khí điện là giáo giết người, như vậy phòng ngự điện chính là khiên thịt. Trong đó cường giả tu luyện tới đại thành đấu tranh anh dũng, đừng nói mũi tên, coi như thánh khí đâm vào trên thân cũng sẽ không lưu lại dấu vết, quả thực chính là con rán đánh không chết, đáng sợ tới cực điểm. Chương 2122, 3 ngày sau 2. Đúng vậy, thiên công đồng truy, là thánh khí trung phẩm, có tác dụng rèn luyện nhục thân rất lớn, đánh ở trên thân thể đau tận xương tủy, chiến sư bình thường 1 phút cũng không kiên trì nổi, mặc dù là ta, cũng không vượt qua 5 phút. Tôn sư, đi vào trong đó, tiếp nhận đánh, vốn nghĩ rằng lần này nhất định có thể để nhục thân tiến nhanh, kết quả. Hình đường chủ nâng chán. Hắn, ngủ rồi. Tề lão thiếu chút nữa thổ huyết. Vâng, cảm thấy gõ rất thư thái, ngủ rối tinh rối mù, nếu không phải nhìn hắn không đi ra, lo lắng nguy hiểm, cứng rắn lôi ra, chỉ sợ ít nhất phải ngủ vài ngày. Vẻ mặt hình đường chủ tràn đầy bất đắc dĩ. Lúc ấy chứng kiến đối phương ngủ nước miếng chảy ròng, sợ tới mức thiếu chút nữa ngất đi. Đau đớn như vậy, đối phương lại có thể coi là massage, triệt để buông lỏng.
ngẫm lại cũng để người thổ huyết. Sau khi tỉnh lại, đi thân pháp điện, thân pháp thông đạo, có 122 cọc ngầm, chỉ cần đi vào trong đó sẽ đụng vào, phóng ra công kích rậm rạp chằng chịt, khiến người ta khó có thể trốn tránh. Càng đi về phía trước, công kích lại càng phức tạp, độ khó cũng càng lớn. Hình đường chủ nói tiếp. Tề lão gật đầu. Sự tình thân pháp điện, hắn cũng đã được nghe nói. Chiến sư thập điện, ở toàn bộ Thanh Nguyên Thành là tồn tại khiến người ta kiêng kỵ không thôi. Nhất là thân pháp điện, phản ứng, tốc độ, ý thức. Thiếu một thứ cũng không được, chỉ cần có chỗ không đạt được, bị đánh trúng, sẽ đào thải ngay tại chỗ. Trước khi đi vào thân pháp điện, ta chuyên môn nhắc nhở tôn sư cửa này rất khó, kết quả. Hắn đi qua đi lại không có đụng phải cọc ngầm. Không có biện pháp, ta khởi động cọc ngầm, toàn bộ thông đạo tất cả đều là ám khí. Hắn lại đi hai vòng, như trước không có đụng phải một cái. Hình đường chủ nâng trán. Lúc này ta mới biết được, tốc độ của hắn quá nhanh, nhanh đến cọc ngầm không kịp phản ứng, đã đi qua rồi. Cọc ngầm cũng không kịp phản ứng. Tề lão lung lay. Cọc ngầm là trận pháp khống chế, chỉ cần đụng vào sẽ khởi động, ngay cả cái này cũng không kịp phản ứng. Phải nhanh như thế nào? Loại tốc độ này, thật muốn xuất thủ, coi như là thực lực của hắn bây giờ, chỉ sợ bị chém giết cũng không kịp phát hiện a. Đúng vậy. Nói càng nhiều, khuôn mặt của hình đường chủ càng co giật. Có thể trở thành chiến sư đường đường chủ, quản lý một phương, hắn một mực cảm giác mình cũng là thiên tài, chỉ cần chịu nỗ lực, tất nhiên có thể đạt được thành tựu người khác không tưởng tượng nổi. Nhưng thấy tôn sư mới hiểu được, hắn chỉ là tài trí bình thường. Cặn bã cũng đều không tính. Đối phương chỉ tùy tiện học một ít, tùy tiện luyện một chút, từng cung điện đều ở không cao hơn 2 canh giờ, thành tựu liền bất phàm, nhìn chung lịch sử, không người có thể so sánh, không người có thể đuổi theo. Đã không thể dùng hai chữ thiên tài để hình dung, xưng hô yêu nghiệt cũng có chút không xứng. Nghe xong đối phương giới thiệu, miệng của Tề lão khô đắng. Còn tưởng rằng coi như tôn sư tiến bộ, cũng là rất nhỏ, nằm mơ cũng không nghĩ đến, náo ra động tĩnh lớn như vậy. Xem ra ngươi chọn đúng người rồi, ứng đối cái đại phiền toái kia, hẳn là không có vấn đề quá lớn gì. Qua nửa ngày mới tĩnh hồn, Tề lão nói. Trải qua mấy ngày nay tiếp xúc, hắn cũng biết đại phiền toái trong miệng đối phương đến cùng là chuyện gì, một tổ chức đệ tử của đế quốc nhất đẳng, lại có thể bức chiến sư đường thành cái dạng này, không thể không nói vị Trương Huyền Trương sư kia quả nhiên có thủ đoạn nhất định. Mặc dù không có gặp qua, lại biết rõ thực lực không thể khinh thường. Đúng vậy. Lúc trước ta còn hoài nghi vị tôn sư này có thể thắng Trương Huyền hay không, hiện tại xem ra, coi như Trương Huyền lợi hại gấp đôi, khẳng định cũng không phải đối thủ. Phát tiết ra khiếp sợ trong lòng, hình đường chủ cảm thấy thư thái hơn rất nhiều, nở nụ cười. Muốn nói lúc trước còn có lo lắng, bây giờ nhìn thấy tôn sư nghịch thiên như thế, lo lắng không còn có tồn tại rồi. Nếu như loại thực lực này cũng thắng không nổi một danh sư lục tinh từ đế quốc nhất đẳng tới. Chỉ sợ chiến sư đường không có cần thiết tồn tại rồi. Vậy là tốt rồi, ta cũng muốn nhìn xem tôn sư đại triển thần uy, thắng được thần thoại bất bại của Hồng Viễn đế quốc. Tề lão cười gật đầu. Tính toán thời gian, thành viên của Huyền Huyền hội cũng sắp tới rồi, hiện tại ta mời tôn sư qua. Nhìn thoáng qua, hình đường chủ đứng dậy. Dựa theo ước định tiến hành trao đổi, hiện tại đã qua 3 ngày, đối phương hẳn là đã ở trên đường tới chiến sư đường. Mặc dù có chút đau đầu với Huyền Huyền hội, nhưng chính thức tiến hành khiêu chiến mà nói, bọn hắn cũng không sợ hãi. Tốt, ta đi với ngươi. Tề lão cũng đứng dậy, hai người đồng loạt đi ra ngoài. Vừa mới ra khỏi phòng, liền thấy Lưu Điện chủ tiến lên đón. Tôn sư đâu? Thấy hắn một người tới đây, hình đường chủ nhướng mày. Hắn, nói thời gian còn sớm, liền đi. Hồn điện rồi. Lưu Điện chủ nói. Hồn điện. Hình đường chủ biến sắc. Hồn điện, chịu trách nhiệm khảo hạch là thánh vực tứ trọng thanh hồn thú mà chiến sư đường tiêu phí giá cả cực lớn từ bên ngoài mời tới. Thanh hồn thú. Tề lão sững sờ. Gia hỏa này trời sinh hồn lực cường đại, rất dễ dàng khiến người ta lâm vào hôn mê. Ngươi lo lắng tôn sư đi tới bị đối phương công kích. Không phải, ta lo lắng hắn thuần phục thanh hồn thú. Hình đường chủ sốt ruột. Tề lão. Chương 2123, nó động thủ trước một. Nếu như nói tâm điện là chỗ vô cùng thần bí của chiến sư đường, như vậy hồn điện là chỗ quỷ dị nhất. Nơi đây có thể rèn luyện hồn phách của tu luyện giả, nhưng hơi không cẩn thận, sẽ lâm vào hỗn loạn, phân không rõ đông nam tây bắc,
Trương Huyền đẩy cửa đi vào, vừa đi vào thông đạo, chợt nghe một thanh âm nức nở nghẹn ngào vang lên, như khóc như tố, khiến người ta kìm lòng không được bị hấp dẫn, lưu luyến quên về. Là ma âm. Trương Huyền dừng bước, nhíu mày. Loại tình huống này ban đầu ở Khâu Ngô Cung đã gặp qua, có tác dụng mê hoặc rất mạnh, có thể khiến người phân biệt không ra chân thật cùng hư giả, nhưng đối với hắn tu luyện thiên đạo công pháp mà nói, tác dụng không lớn. Chân khí vận chuyển một vòng, áp lực lập tức biến mất vô tung vô ảnh, cẩn thận lắng nghe, tìm được phương hướng phát ra thanh âm, Trương Huyền tiếp tục đi thẳng về phía trước. Lối đi này so với nội tức thông đạo cùng võ kỹ thông đạo lúc trước gặp qua còn muốn rộng lớn, đường kính chừng 4-50 mét, bên trong đen kịt, cái gì cũng thấy không rõ lắm, thậm chí ngay cả thần thức cũng bị trận pháp trói buộc, không cách nào lan tràn đến khoảng cách xa. Chậm rãi đi về phía trước, đại khái hơn 20 mét, đột nhiên thân thể siết chặt. Một cỗ áp bách đậm đặc xâm nhập đến, khiến linh hồn của mình tùy thời bị xé rách. Linh hồn áp bách. Sửng sốt một chút, Trương Huyền bừng tỉnh đại ngộ. Xem ra lối đi này có người chủ trì. Nơi đây hẳn là có người chủ trì, nếu như chỉ là trận pháp đơn thuần mà nói, không có khả năng nhanh như vậy phát hiện ma âm vô dụng, đổi dùng linh hồn áp bách. Loại áp bách này, đối với tu luyện giả khác tác dụng thật lớn, sẽ cho người cất bước khó khăn, như lâm vào đầm lầy. Từng giây từng phút tiếp nhận linh hồn xé rách đau đớn, nhưng với hắn mà nói, tác dụng không lớn. Không muốn nói thiên đạo chân khí thần kỳ, chỉ nói hồn thể của hắn vô cùng lớn, tựa như núi cao, loại áp bách cấp bậc này, không chút ảnh hưởng. Càng đi về phía trước, lực áp bách càng nặng, đổi lại người bình thường, cho dù là thánh vực tam trọng đỉnh phong, chỉ sợ cũng không chịu nổi. Lại đi về phía trước hai bước, xác định nơi phát ra hồn lực chèn ép, Trương Huyền nhẹ nhàng cười cười. Tới mà không đáp là phi lễ, thử xem của ta a. Hắn nói xong, chỗ mi tâm có lực lượng linh hồn minh mông lan tràn ra. Mặc dù không có phương pháp tu luyện vu hồn sau thánh vực, nhưng hồn phách trải qua phong thánh kiếp rèn luyện, như ngưng tụ thành thủy tinh, từng hạt óng ánh sáng long lanh, hạt bụi nhỏ không nhiễm, thi triển linh hồn chèn ép mà nói, uy lực so với trước kia lớn hơn không biết bao nhiêu lần. Ầm ầm, tựa như áp xúc thủy ngân, hết thảy chung quanh đều mang theo uy áp dày đặc. Cắn trả về phía xa. Sặc sặc, một tiếng nghiền nát vang lên, ngay sau đó mặt đất lắc lư, tựa hồ có đồ vật gì đó bị đạp hỏng. Dù linh hồn áp bách của đối phương cường đại, nhưng so với hắn còn kém một đoạn. Linh hồn tiến công, ngươi là người nào? Ngay sau đó, một thanh âm thô cuồng vang lên, Trương Huyền chứng kiến một thánh thú cực lớn đi nhanh ra. Vừa rồi hẳn là nó tiến hành công kích, sau khi lọt vào cắn trả, không có khống chế được thân thể, đạp vỡ không ít đồ vật. Thanh hồn thú. Nhìn kỹ qua, hình thể của đối phương đặc thù, trong đầu hiện ra tri thức về thánh thú, Trương Huyền nhướng mày. Lúc trước hiểu rõ thánh thú không nhiều lắm, mới khiến Tử Dương thú chê cười, bởi vậy thời điểm ở danh sư học viện, chuyên môn nghiên cứu một lần, hiện tại đã không giống trước kia, hoàn toàn không biết gì cả rồi. Thanh hồn thú, là một loại thánh thú am hiểu công kích hồn phách, trời sinh hồn lực cường đại. Mượn nhờ hồn lực, có thể làm người sinh ra mê huyễn, mê muội, là một loại thánh thú cực kỳ quỷ dị, tuần thú sư công hội cũng rất ít thấy, không nghĩ tới nơi đây lại có một con. Ta là danh sư tới đây khảo hạch. Những kiến thức này lóe lên trong đầu, Trương Huyền mở miệng trả lời. Danh sư, cái mũi của thanh hồn thú nhăn lên, trong con ngươi cực lớn lộ ra sát khí nồng đậm. Danh sư, làm sao có thể biết thủ đoạn của vu hồn sư? Nói. Ngươi đến cùng là người nào? Vu hồn sư, ngươi nhất định là nhìn lầm rồi. Sửng sốt một chút, Trương Huyền vội vàng cười nói. Chức nghiệp vu hồn sư thất truyền vài vạn năm, lúc trước hắn lặng lẽ vận dụng, coi như là danh sư cũng không thể phát hiện, không nghĩ tới thanh hồn thú này nhìn ra, nhịn không được có chút kinh ngạc. Bất quá, vu hồn sư giống như độc sư, không phải là chức nghiệp hào quang gì, bị danh sư kiêng kỵ, vì để tránh cho phiền toái, còn là không thừa nhận cho thỏa đáng. Ít nói xạo đi, ta thấy tận mắt qua vu hồn sư, biết rõ thủ đoạn của bọn hắn. Nghe hắn không thừa nhận, thanh hồn thú nhướng mày, sau đó một cỗ lực lượng linh hồn phô thiên cái địa từ trên trời giáng xuống, rơi vào trên người Trương Huyền, tựa hồ muốn xé nát đối phương. Ta chỉ là trời sinh linh hồn cường đại mà thôi, không phải vu hồn sư. Trương Huyền cười cười. Lực lượng linh hồn của đối phương như núi cao, làm cho người ta cảm giác nghiền ép kịch liệt, chỉ cần không có đạt tới nguyên thần cảnh. Khẳng định khó có thể ngăn cản, nhưng với hắn mà nói, không coi vào đâu. Vu hồn sư, linh hồn ly thể, có thể một mình sống sót, giết ngươi liền biết.
thấy linh hồn công kích không có chút hiệu quả nào, thanh hồn thú hừ lạnh, lại một âm thanh gào thét vang lên, thân thể mở rộng, móng vuốt sắc bén thẳng tắp nắm tới. Hí, y y á. Trên móng vuốt mang theo tiếng gió gào thét, còn chưa tới trước mặt, liền làm cho người ta cảm giác xé rách, giống như muốn xé người thành hai nửa. Hả? Không nghĩ tới tên này một lời không hợp liền động thủ, hơn nữa hạ sát chiêu, Trương Huyền lộ ra vẻ không vui, nhướng mày, thân thể nhoáng một cái lui về phía sau mấy bước, vừa vặn tránh thoát đối phương tiến công. Ba ngày qua, đi khắp thập đại cung điện của chiến sư đường, xem thư tịch bên trong một lần, tạo thành vài bản thiên đạo công pháp, lúc trước tu luyện có khuyết điểm, tất cả đều bổ sung hoàn chỉnh. Vô luận lực quyền, trưởng lực, phòng ngự, đều đã có tăng lên thật lớn, đạt đến một loại cảnh giới không thể tưởng tượng. Nếu như nói ba ngày trước, nhiều nhất chiến ngang tay với cường giả nguyên thần cảnh, đối phương không cách nào tổn thương hắn, mà bây giờ, đã vô địch cảnh giới này. Nói cách khác, chỉ cần không có đạt tới nửa bước xuất khiếu, căn bản không phải đối thủ. Nhất là thân pháp, sau khi dung hợp rất nhiều thân pháp bí tịch, hành giả vô cương đệ nhất trọng cuối cùng đạt đến cấp bậc thiên đạo, không có chút thiếu sót nào. Chương 2124, nó động thủ trước 2. Lúc này Trương Huyền liền tu luyện một lần, mới làm cọc ngầm ở thân pháp điện truy đuổi không kịp. Trốn chỗ nào? Một chảo không bổ chúng, thanh hồn thú gào thét, một cái móng vuốt khác lăng không chảo một cái, chung quanh tựa hồ có đại trận vận chuyển, thời gian nháy con mắt liền phong tỏa toàn bộ thông đạo, không cách nào đào thoát. Dâm ao ao. Phong tỏa bốn phía, lần nữa công kích mà đến. Thấy ra hỏa này, từng chiêu đều mang theo hung ác, Trương Huyền liên tục trốn tránh mấy lần, cuối cùng lắc đầu. Ngươi đã cố ý động thủ, ta liền không khách khí. Thân thể lóe lên, thời gian nháy con mắt xuất hiện ở bên cạnh thanh hồn thú, một quyền đập qua. Bành! Thanh hồn thú lập tức bay ngược, đâm vào trên nóc phòng, trùng trùng điệp điệp ngã xuống, thổ huyết từng ngụm từng ngụm. Yếu như vậy. Trương Huyền sững sờ, lúc này mới nhớ tới thánh thú này đặc thù, bừng tỉnh đại ngộ. Thanh hồn thú, là thánh thú am hiểu linh hồn công kích. Nhục thân phòng ngự cùng lực lượng đều chỉ có thể nói bình thường, căn bản không chống cự nổi thiên đạo quyền pháp của hắn. Chỉ thoáng cái, liền bị trọng thương. Xuất thủ nặng. Trương Huyền lắc đầu. Tuy đối phương muốn giết hắn, cũng chẳng qua vì cảm thấy hắn là vu hồn sư, cũng không phải là thích giết chóc. Vừa ra tay liền đánh trọng thương, còn có chút ngại ngùng. Được rồi, nghĩ biện pháp cứu tỉnh a. Lắc đầu, Trương Huyền đi về phía trước. Đường chủ. Hẳn là không có khoa trương như ngươi nói a, tính tình của thanh hồn thú ôn hòa, chỉ chịu trách nhiệm khảo hạch cường độ linh hồn mà thôi, chắc có lẽ không mâu thuẫn với tôn sư. Vừa đi về phía trước, Liêu điện chủ vừa cười nói. Thanh hồn thú, là thánh thú chịu trách nhiệm khảo hạch ở hồn điện, mặc dù sẽ dùng ma âm, linh hồn uy áp, khiến người bị khảo hạch khó có thể thông qua, nhưng tính cách rất tốt, hầu như sẽ không làm sự tình khác người gì. Huống chi tôn sư chỉ là khảo hạch. Làm sao có thể mâu thuẫn? Ta cũng hy vọng như thế, người cũng biết, lúc trước vì mời thanh hồn thú, hao tốn bao nhiêu giá cả, thực sợ ra chút biến cố. Hình đường chủ cười khổ. Hắn cũng hy vọng không gặp chuyện không may, bất quá vị tôn sư này quá mức nghịch thiên, mỗi lần xông cửa, không phải phá kỷ lục, chính là gây ra chút động tĩnh, hắn thực sợ cùng thanh hồn thú một lời không hợp đánh nhau. Vô luận cái nào bị thương, đối với chiến sư đường mà nói, đều là tổn thất. Ba người vội vã đi vào hồn điện, trực tiếp đi vào thông đạo hồn lực. Đẩy cửa đi vào gian phòng, sau đó liền chứng kiến, thanh hồn thú cực lớn nằm dạp trên mặt đất, đầu lưỡi phun ra, khóe miệng tràn đầy máu tươi, giống như bãi bùn nhão. Tôn sư, đây là có chuyện gì? Không nghĩ tới chuyện lo lắng nhất đã xảy ra, da mặt co lại, hình đường chủ có chút muốn khóc. Ách! Chứng kiến bọn hắn xuất hiện, Trương Huyền sửng sốt, sau đó xoay người lại, vẻ mặt ngại ngùng. Sao các ngươi tới đây? Chúng ta sợ ngươi cùng thanh hồn thú gây ra mâu thuẫn, nó là chịu trách nhiệm khảo hạch, hẳn không phải cố ý muốn nhằm vào ngươi, sao lại thực đánh nhau a? Hình đường chủ vội nói. Thật sự là lo lắng cái gì tới cái đó, vốn tưởng rằng vội vã chạy đến, có thể tránh khỏi sự tình phát sinh, không nghĩ tới còn đã xảy ra. Hơn nữa nhìn bộ dạng của thanh hồn thú, bị đánh vô cùng bi thảm, trong thời gian ngắn rất khó phục hồi như cũ. Nếu chỉ là khảo hạch liền thôi. Thấy đối phương thay ra hỏa này nói chuyện, hai tay chặn lại, Trương Huyền đang muốn giảng thích chuyện vừa rồi, liền thấy thanh hồn thú nâng đầu lâu cực lớn, sốt ruột la lên. Hình đường chủ, chớ tin hắn, hắn là vu.
Nói còn chưa dứt lời, liền chứng kiến thanh niên cách đó không xa vội vàng xoay người, đá một cước lên mặt. Bành! Thanh âm kẹt ở trong cổ họng, thân thể to lớn của thanh hồn thú bay ngược ra, rơi ở hơn 10 mét, mặt đất cứng rắn xuất hiện vô số vết rách. Hàm răng rơi xuống đất, nghẹo đầu, đã hôn mê. Tôn sư! Không nghĩ tới vị trước mắt này, đang ở trước mặt bọn hắn đạp bay thanh hồn thú, vẻ mặt đám người hình đường chủ sốt ruột, vội vàng nhìn qua, liền thấy thanh niên bất đắc dĩ xoay người lại, hai tay mở ra, nhún vai. Nếu như ta nói, là nó động thủ với ta trước, các ngươi tin không? Hình đường chủ, Liêu điện chủ, Tề lão, chương 2125, người bảo ta đánh ai? 1. Đám người hình đường chủ có chút phát điên. Chúng ta tận mắt thấy, ngươi một cước đá lên mặt thanh hồn thú, thiếu chút nữa đá chết nó. Giờ phút này còn nói, là nó động thủ trước. Có thể vô sỉ hơn nữa được không? Nó đến cùng đắc tội ngươi như thế nào a? Cần tàn nhẫn như vậy sao? Tôn sư, nếu như thanh hồn thú có địa phương gì sai trái, xin hãy tha lỗi, nó là chiến sư đường tiêu phí cực lớn mới mời tới. Một khi gặp chuyện không may, hồn điện sẽ rất khó vận chuyển. Lòng tràn đầy bất đắc dĩ, hình đường chủ giải thích nói. Ngươi nói ngươi một thiên tài siêu cấp, so sánh với yêu thú làm gì chứ? Ách, thấy đối phương quả nhiên không tin, là thanh hồn thú động thủ trước, Trương Huyền biết rõ giải thích nhiều hơn nữa cũng vô dụng, lúc này lắc đầu. Được rồi, ta trị liệu giúp nó. Trị liệu, chiến sư đường chúng ta có thuốc chữa thương tốt nhất, ta truyền tin bọn họ chạy tới là được. Thấy hắn không còn định ý, nhẹ nhàng thở ra, hình đường chủ nói. Dược vật trị liệu, tương đối phiền toái, để ta đi. Trương Huyền khoát tay áo. Yên tâm đi, ta còn là một y sư, lương y như từ mẫu A. Ha ha, ta thiếu chút nữa quên, tôn sư còn là một vị y sư lợi hại. Hình đường chủ bừng tỉnh đại ngộ, nhịn không được cười lên một tiếng. Vị trước mắt này ngay cả kịch độc của Tề lão cũng có thể trị tốt, giúp đỡ trị thương thanh hồn thú, tự nhiên không có vấn đề. Đúng vậy, tôn sư y thuật thông huyền, thanh hồn thú chỉ là vết thương trên nhục thể, không coi vào đâu. Tề lão cũng gật đầu. Chúng ta liền cùng một chỗ mở mang kiến thức một chút, tôn sư trị liệu như thế nào a? Nói xong cười nhìn sang, lời còn chưa dứt, liền chứng kiến thanh niên đi vào trước mặt thanh hồn thú, lần nữa đạp tới một cước. Bành! Thanh hồn thú bị một cước đá bay lên, thẳng tắp bay tới không trung. Tề lão, hình đường chủ, Liêu điện chủ. Không phải nói lương y như từ mẫu sao? Không phải nói, ngươi là y sư, trị liệu nhanh hơn sao? Có trị liệu như thế sao? Ba người đều sắp muốn khóc. Tôn sư, ngươi đến cùng muốn làm gì? Hình đường chủ nhịn không được nữa, vội vàng đi vào trước mặt, giữ chặt thanh niên đang đá cao hứng, trực tiếp hỏi. Nếu không phải đối phương là ân nhân của hắn, đối với chiến sư đường có cống hiến cực lớn, chỉ sợ sớm đã một tát đánh qua. Bành! Bị hắn kéo một phát, Trương Huyền đành phải ngừng lại, thanh hồn thú ngã trên mặt đất, vẻ mặt phẫn nộ nhìn qua. Hình đường chủ, người cút sang một bên. A, hình đường chủ ngẩn ngơ, còn chưa kịp hỏi thăm đến cùng xảy ra chuyện gì, liền thấy thánh thú mà bọn hắn tiêu phí giá cả cực lớn mời tới, cười nịnh nọt đi tới trước mặt Trương Huyền. Tôn sư, tôn ca, tôn gia gia, có thể lại đá ta mấy cước không? Chỉ cần ngươi đá ta, ta nhận ngươi làm chủ cũng được. Hình đường chủ, Liêu điện chủ. Bọn hắn sợ thánh thú này dưới sự giận dữ, rời đi chiến sư đường, lúc này mới nghĩ biện pháp khuyên can, không nghĩ tới gia hỏa này lại có khuynh hướng tự ngược. Chỉ cần đá ngươi, nhận chủ cũng được. Con mẹ nó, lúc trước thời điểm mời ngươi, tự kỷ như sao trên trời, sao hiện tại thấp kém như vậy? Am hiểu linh hồn, chẳng lẽ đều biến thái như vậy sao? Đúng rồi, nếu như có thể nhận thức ta làm chủ, chiến sư đường liền không cần lo lắng đối phương tùy thời sẽ rời đi rồi. Khục khục, thanh hồn thú, như vậy đi, ngươi nhận ta làm chủ, ta tới đá ngươi. Suy nghĩ một chút, đi vào trước mặt, hình đường chủ nghiêm túc nói. Thanh hồn thú. Trương Huyền. Hiện tại xác định thân phận của ta, không phải là vu hồn sư rồi chứ? Không để ý tới hình đường chủ nói, Trương Huyền quay đầu nhìn về phía thánh thú. Ách, không phải là. Khóe miệng co giật, thanh hồn thú nói. Nó cảm thấy còn dám nói đối phương là vu hồn sư, sẽ bị đánh chết ngay tại chỗ. Vu hồn sư, cái gì vu hồn sư? Nghe được đối thoại, hình đường chủ nhìn qua,
À, nó cảm thấy linh hồn của ta cường đại, cho là ta là vu hồn sư, mới xuất thủ với ta. Trương Huyền nói. Vu hồn sư. Hình đường chủ lắc đầu, nhìn về phía thánh thú. Xem ra ngươi thật sự đã hiểu lầm, sở dĩ linh hồn của tôn sư cường đại, là vì. Hắn là một vị khải linh sư hết sức lợi hại, nguyên thần của ta trọng thương cũng là hắn chữa trị. Khải linh sư. Sửng sốt một chút, thanh hồn thú mới phản ứng tới, tràn đầy lúng túng. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 2125.